chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đến với livestream thứ 6 của Tường. Được chưa? Khoảng 3 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Mọi người đâu rồi? Hello everybody. 3 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Xin chào tất cả mọi người. Hello, good evening, how are you? Nguyên Dương thả tim like. Hello everybody. So today this is the 6th live stream. Okay, so I will show you a lot of information, a lot of good information about English, how to learn English. Okay, the process. This is an orientation about English. Hello everybody. Welcome to my live stream. Xin chào tất cả các bạn. Mọi người đang ăn tối chưa? Do you have dinner? Hello Cẩm Như. Hello bạn Quỳnh Trang. Các bạn đã sẵn sàng học chưa? Các bạn nhớ lấy một cái bút, một cái tờ giấy. Mình sẽ ghi chép xuống trong quá trình mà mình học với Tường. Chào Hoài Thương, chào bạn Thảo Nguyên. Thảo Nguyễn. Khoảng 3 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn. Dạo này trời khá là lạnh. It's Cody Day. Hello Chin Chin. Hello Thu Anh Dương. Yêu nhau đi, bạn Lê Văn Bình. Hello. Hey guys, what's up guys? Giờ này các bạn sống sao rồi? Các bạn học tiếng Anh đều hay không? Mình đã tập trung vô mục tiêu tiếng Anh của mình mỗi ngày hay chưa? Coi livestream nhiều nhưng mà đã tập nghe, đã tập nói mỗi ngày hay chưa? Hello Nguyễn Linh. Rồi để đông đông xíu mình bắt đầu ha. Đây là buổi livestream rất là hay, sẽ giúp cho các bạn hiểu được cái process mình nên học như thế nào. Và cái process này nó sẽ áp dụng được cho tất cả các thể loại ngôn ngữ. Xác định lý do bạn muốn tại sao thành thạo tiếng Anh. Thói quen chiến thắng tất cả. Làm thế nào để tạo ra thói quen? Thầy lười lắm luôn bạn Chinh Chinh. Bạn Chinh Chinh mà lười quá thì bạn phải tìm một nơi mà có đông người học á, mình tham gia vào, có thể là một trung tâm tiếng Anh tốt nhất mà bạn tin tưởng, có thể là một câu lạc bộ. Tại vì mình cần sự hỗ trợ của một nhóm cộng đồng. Ví dụ bình thường nếu như mà anh hít đất 60 cái mỗi buổi sáng, sẽ có những ngày anh rất lười. Nhưng nếu như cái bạn mà ở chung nhà với anh á mà hít đất với á, thì anh thấy như vậy tự nhiên anh sẽ có động lực anh hít theo. Mình cần một người nào đó hỗ trợ mình. Thì khi học ngôn ngữ á, các bạn nên tìm một người nào đó đồng hành chung với mình. Ví dụ vừa rồi anh muốn học tiếng Nhật thì anh sẽ rao lên là anh muốn có một bạn rất giỏi tiếng Nhật kèm anh. Và tụi anh sẽ có những cái thỏa thuận với nhau. Đó là tụi anh sẽ thỏa thuận là học mỗi ngày, sẽ nhắn tin, hỏi thăm, push nhau. Ví dụ như người này mà không học thì sẽ chịu trách nhiệm mời người kia ăn nhà như vậy. Còn nếu như bạn không có nhiều có thời gian thì bạn nên tìm câu lạc bộ. Hiện tại câu lạc bộ ở Sài Gòn rất là nhiều. Thì mình cần một cái cộng đồng để hỗ trợ mình học. Mình học một mình đó đôi khi mình lười lắm. Thời sinh viên mặc dù anh không có tiền nhưng mà anh luôn nỗ lực anh tìm cộng đồng để anh học. Có thể là câu lạc bộ. Ngày nay câu lạc bộ ở quán cà phê nhiều lắm các bạn. Sau này nếu mà xin mời English làm câu lạc bộ thì các bạn hãy tham gia. Còn nếu như bạn nào có tiền thì những khóa đầu tiên á các bạn chưa biết cách học thì các bạn nên tìm một trung tâm uy tín nhất để các bạn tham gia với các bạn học, để bạn biết phương pháp học, có tài liệu, có process, sau đó mình tự học sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Phần câu hỏi thứ ba sẽ trả lời ở đây là TOEIC, IELTS, TOEFL có nên học hay không, học ở đâu và nên như thế nào. Tiếng Anh có bao nhiêu levels, bao nhiêu và bạn đang ở levels nào, để làm công ty nước ngoài tối thiểu phải ở level nào, lộ trình cơ bản nâng cao, đây là câu hỏi khó nhất, hay nhất mình sẽ trả lời cho các bạn. Rồi, bạn Minh Tâm làm ơn thả tim ít thôi, nó bị lag các bạn ơi. Em muốn diễn thuyết trước đám đông 1.000 người thì tiếng Anh phải như thế nào? Rồi, sẽ có rất là nhiều câu hỏi hay
khúc cuối sẽ có phần hỏi đáp, các bạn có thể hỏi mình có thể trả lời, chưa? Các bạn một trong những điểm quan trọng để cho các bạn chọn trung tâm á, thứ nhất các bạn phải để ý là mình chọn chỗ nào á, mà nếu dạy giao tiếp ha thì phải cho các bạn nghe rất nhiều và phải ép các bạn nghe mỗi ngày, thì đó là trung tâm đúng. Cái thứ hai nữa, môi trường học phải rất là vui, tại vì nó vui thì mình mới học vô. Ví dụ như mà anh làm sư phụ lịch sử, anh sẽ huấn luyện cho các bạn giáo viên của anh sẽ tạo ra một môi trường cực kỳ vui, cực kỳ năng động, và học bằng tay hoặc bằng miệng là chính. Có rất nhiều hoạt động như game trên the chair, rất nhiều thứ whisper các kiểu. Ok, các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, khoảng 40 người rồi, mình bắt đầu được rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu về cái livestream của buổi chia sẻ ngày hôm nay. Cái đầu tiên đó là bạn phải xác định được lý do tại sao bạn muốn học Anh văn. Các bạn thân mến, ngày nay á, mình hình dung là nếu mình học một ngoại ngữ á, thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian, chứ không phải là đùng một cái muốn học trong vòng 3 tháng là giỏi, không có. Học ngoại ngữ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và rất nhiều bạn á, học ngoại ngữ theo cảm xúc. Nghĩa là sao? Nghĩa là đi hội thảo về rất là ham học. Đi hội thảo về người ta nói tầm quan trọng của tiếng Anh, sắp ra trường rất là ham học, muốn có một công việc tốt rất là ham học. Nhưng thứ nhất bạn phải hiểu là lý do đó nó phải đến từ cá nhân của mình, nó không phải do gia đình mình kêu gọi, nó không phải do một ai đó truyền cảm hứng, mà phải đến từ cá nhân của bạn. Và bạn phải tưởng tượng ra một năm sau, nếu như mình học tiếng Anh giỏi rồi, mình sẽ sử dụng tiếng Anh cho cái việc gì. Mình phải viết xuống ít nhất là 5 lý do của chính bản thân các bạn. Và anh để ý nha, những bạn mà đi học tiếng Anh á, thứ nhất có lý do thực tế, rõ ràng, cụ thể. Và càng nhiều lý do thì bạn đó học sẽ càng rất là chăm chỉ, rất là tốt. Đặc biệt trong quá trình mà anh dạy tiếng Anh á, anh gặp rất là nhiều người đi làm, rất là nhiều người đi làm, và có cả sinh viên nữa. Thì sự nghịch lý như thế này nè, những người đi làm á, học tiếng Anh chăm chỉ hơn những bạn sinh viên. Tại sao vậy? Tại vì những người đi làm á, họ ra trường rồi, họ đi làm rồi, họ vất vả, họ kiếm đồng tiền, họ ăn mỗi ngày cơm áo gạo tiền, họ cảm thấy rất là vất vả. Nhưng mà họ thấy bạn bè đồng nghiệp của mình có thể kiếm được lương gấp đôi của mình, tức là họ bắt đầu họ phân vân, tại sao họ lại làm được chuyện đó? Bởi vì họ có tiếng Anh. Nghiên cứu ở Job Street bên Malaysia nghiên cứu là những người mà có tiếng Anh giỏi á, thì lương của họ sẽ cao 20-25% mỗi tháng. Lấy ví dụ, giả sử như anh làm rất cực khổ, anh cày cực khổ, lương của anh 10 triệu một tháng đi. Nhưng những người mà họ có tiếng Anh thì thứ nhất là họ lương có thể là 12 triệu rưỡi một tháng hoặc là 12 triệu một tháng. Và cứ mỗi tháng như vậy sẽ hơn khoảng chừng 20-25%. Cho nên là những người đi làm á, họ thấm thía cái sự bất công khi mà họ rất nỗ lực, bởi vì họ không có ngoại ngữ, họ không có điều kiện là phát triển, họ không có điều kiện để họ thăng tiến, họ không có điều kiện để họ nhảy việc kiếm lương cao hơn. Cho nên họ có cái pain trong lòng của mình, cho nên là họ học tiếng Anh rất là quyết liệt. Có những bạn đi làm sáng 7 giờ phải dậy ra tắm rửa vệ sinh thể dục thể thao, lên công ty 8 giờ 8 rưỡi, làm việc nguyên cả buổi 8 tiếng, về nhà 5 giờ rồi. Bởi vì thấm đẫm cái triết lý là tiếng Anh rất cần cho người đi làm thời buổi ngày nay, cho nên là các bạn đó nỗ lực học mỗi ngày ít nhất 1 tiếng. Người đi làm mà học được mỗi ngày 1 tiếng là cũng châu bò lắm rồi, cũng rất là ý chí quyết liệt lắm rồi đó. Còn rất nhiều bạn sinh viên, bởi vì các bạn đang được ba mẹ nuôi, đang được cho tiền, cái gì cũng có sẵn, cho nên là mình chưa có nhiều nỗi đau trong cuộc sống, mình chưa bước ra cuộc đời, cho nên đôi khi các bạn lười biếng. Thì bây giờ anh chia sẻ cái này để các bạn hiểu được rằng là chừng khoảng 1 năm hoặc 2 năm nữa, khi bạn tốt nghiệp đại học, bạn sẽ là người tự nuôi mình, không ba mẹ sẽ không có dùng cho mình tiền nữa. Cho nên bây giờ bạn phải nỗ lực spend time, dành thời gian ít nhất mỗi ngày bao nhiêu, 2 tiếng, được chưa, để mình tập trung vô tiếng Anh, để sau khi mà mình ra trường á, mình có năng lực thật, nghĩa là mình nói được, mình giao tiếp được, thì các bạn có thể tự tin để các bạn đi xin việc. Giả sử như bây giờ bạn vô phòng phỏng vấn, người ta hỏi hello, what's your name, can you introduce yourself, bạn phải trả lời liên tục bập và mặt tươi cười, tự tin, năng lượng cao, thì người ta mới cảm thấy bạn này là ứng cử viên tuyệt vời, thì họ mới nhận việc. Và thông thường những bạn có tiếng Anh giỏi thì bạn sẽ tìm rất là nhiều việc. 80% CV trên Career Building Việt Nam Work đều viết bằng tiếng Anh, thì người ta đòi hỏi bạn phải có tiếng Anh thì ta mới nhận. Và thứ hai nữa, bạn sẽ được đi training rất là nhiều, như họ thông thường họ sẽ mời rất là nhiều người giỏi ở nước ngoài về training cho bạn. Nếu như bạn có tiếng Anh tốt thì bạn sẽ học rất là nhiều, bạn thăng tiến rất là cao, rất là nhiều lý do. Và một số công ty đa quốc gia ngày nay, họ khi mà họ có một số chương trình gọi là quản trị viên tập sự đó, các bạn lương khởi điểm 700-1000 đô, ai mà đậu vô thì sẽ trở thành một leader tiềm năng, sẽ được luân phiên các phòng ban, sẽ được học marketing finance, cơ sở vật chất trong công ty rất là tốt, lương cao. Bạn muốn được ở vị trí đó thì bây giờ bạn phải nỗ lực, bạn trang bị cho mình ngoại ngữ đi,
Đặc biệt bạn nào sinh viên năm nhất, nếu mà có được cái livestream này thì ngay từ ngày mai bắt đầu spend time học tiếng Anh nhất cho anh mỗi ngày. Cứ một năm, nếu sinh viên nghiêm túc nha, một năm một ngoại ngữ. Bạn sinh viên nào mà ra trường biết được hai ngoại ngữ thì chắc chắn là ba mẹ sẽ rất là tự hào về chính mình và mình sẽ tự tin mình kiếm cơm sau này. Bản thân anh thì anh chỉ biết một ngoại ngữ thôi, bây giờ anh đang nỗ lực anh học thêm một ngoại ngữ nữa, đó là tiếng Nhật. Được chưa? Nhưng mà nếu tiếng Anh mà bạn rất giỏi rồi thì bạn cũng không có sợ gì cả. Sẽ có rất nhiều cái why. Được chưa? Sẽ có một số người họ nghĩ là không cần tiếng Anh thì cũng làm giàu được, đúng. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó khi bạn cần bung rộng ra, bạn cần nhảy việc, bạn cần khởi nghiệp, bạn cần nghiên cứu rất nhiều tài liệu, bạn cần đi du lịch thì chắc chắn tiếng Anh là không thể nào thiếu trong cuộc đời của bạn. Cho nên một lần nữa, sẽ có rất nhiều lý do cho các bạn phải thành thạo tiếng Anh. Thứ hai là mình học tiếng Anh là mình phải thành thạo, chứ không phải là mình học để mình biết sơ sơ, nói sơ, được chưa? Tầm đó anh sẽ show cho các bạn các levels từ thấp lên cao, thành thạo là levels nào, cần học bao nhiêu giờ, chi tiết cụ thể. Đó, cho nên là để mà thành thạo một ngoại ngữ thì bèo lắm, người thông minh nha là 1.5 đến 2 năm. Đó, tiếng Anh là cái tiếng dễ nhất. Học tiếng Nhật phức tạp hơn, học tiếng Trung Quốc phức tạp hơn, được chưa? Học tiếng Spanish phức tạp hơn. Hiện tại tiếng ngôn ngữ phổ biến nhất đó là ngôn ngữ về Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới. Thứ nhì đó là tiếng Anh. Nhưng ở Việt Nam á, cái cầu cao nhất, nhu cầu cao nhất là tiếng Anh. Thứ hai là tiếng Nhật. Thứ ba là tiếng Trung Quốc. Đó là ba ngôn ngữ mà các bạn nên học nếu bạn thích, được chưa? Mình vẫn ưu tiên học ngôn ngữ mình thích hơn rất là nhiều. Đó, bạn nào mà sinh ra từ nhỏ đến lớn mình yêu ngôn ngữ thì đó là điều may mắn tuyệt vời cho các bạn. Ok. Rồi, một số bạn sinh viên, bạn nhớ một chuyện là bạn sinh viên năm nhất, sinh viên năm 2, sinh viên năm 3, năm 4, chẳng hạn như vậy. Thì thời buổi này nay á, thì người ta luôn luôn yêu cầu bằng cấp tiếng Anh. 90% các công ty mà bây giờ mà nghiêm túc á, tuyển ứng viên thì họ cần phải có bằng tiếng Anh. TOEIC bây giờ không còn hai kỹ năng nữa. TOEIC bây giờ là 4 kỹ năng nghe nói đọc viết rồi các bạn. Chuẩn bị shift qua rồi, chuẩn bị đổ qua rồi. Cho nên một lần nữa, bây giờ nếu như bạn học tiếng Anh thì bạn phải học bằng tai, learn by ears. Tại vì học bằng tai nó sẽ có input trong đầu của mình thì mình sẽ có thể mình nói được chưa? Có input âm thanh. Còn nếu mình học bằng mắt nó chỉ có input bằng hình ảnh thôi. Mình thấy chữ được nhưng mình không có nói được, bởi vì nó không có âm thanh. Mình phải nghe rất nhiều thì mình mới nói được. Nào, ra trường chắc chắn trường nào cùi bắp lắm thì TOEIC phải là 450, trường nào mà nghiêm túc thì TOEIC 650, mà TOEIC 650 cũng chưa giúp cho bạn nói tiếng Anh được. Ok. Cái thứ hai đó là gì? Đi phỏng vấn thì phải tự tin, mà muốn tự tin thì phải nói tiếng Anh cho chuẩn. Ở đây là chuẩn về phát âm, nói lưu loát trôi chảy. Còn nếu mà vô nói ngập ngừng, mình vô bản thân mình nói tiếng Việt tự tin lắm, nhưng mà chuyển qua tiếng Anh một cái tự nhiên á, nó sao nó mất tự tin. Tức là vô tình tiếng Anh sẽ làm cho bạn mất tự tin nếu như bạn không chuẩn bị kỹ ngay từ ban đầu. Anh nói các bạn hiểu không? Được chưa? Đó là rất nhiều lý do. Thứ hai là gì? Kinh nghiệm nha. Lớp anh, bạn nào mà giỏi tiếng Anh á, ra trường lên trên lương trên 10 triệu là chuyện bình thường, lương trên 10 triệu là chuyện bình thường. Tại vì thứ nhất họ xin được công ty nước ngoài, thứ hai ngoài cái chuyện dạy làm ở công ty tối có thể họ đi dạy kèm, chẳng hạn như vậy. Dạy kèm một tháng kiếm được 2 triệu đến 5 triệu là chuyện bình thường. Ví dụ như vậy, về thu nhập bạn sẽ cao hơn rất là nhiều. Thứ ba, về phát triển trí tuệ, sẽ có rất là nhiều sách vở viết bằng tiếng Anh nó hay rất là nhiều, cho nên là các bạn có thể coi, đọc, xem bằng tiếng Anh. Bạn đọc một cuốn sách tiếng Việt so với một cuốn sách tiếng Anh cùng một tác giả, cùng một cuốn sách, cùng một nguồn, đúng không? Đọc sách tiếng Anh bạn sẽ feel rất là nhiều. Lấy ví dụ hồi xưa anh đọc cuốn Rich Dad Poor Dad, Poor Dad, Cha Giàu Cha Nghèo đây, thì anh đọc sách Cha Giàu Cha Nghèo thì anh thấy sách tiếng Việt đọc không có inspire, nó không có làm cho mình truyền cảm hứng. Chào bạn Nhân Dương. Nhưng nếu như mà mình đọc bằng tiếng Anh á, cực kỳ truyền cảm hứng. Cho nên biết một ngôn ngữ là thế giới quan của mình sẽ mở rộng ra rất là nhiều. Cho nên bạn cần phải biết tiếng Anh rất là giỏi, bạn đọc được sách tiếng Anh và bạn nghe được sách tiếng Anh, được chưa? Thỉnh thoảng sau này chừng khoảng vài năm nữa bạn sẽ rất là phát triển. Thời buổi nay thế giới hội nhập, người nước ngoài họ vô đây họ làm hội thảo, họ mở công ty rất là nhiều, họ sẽ training, họ sẽ buổi chia sẻ rất là nhiều. Thì bạn có tiếng Anh như vậy thì bắt đầu bạn sẽ đi hội thảo của họ, nghe người ta kể rất là nhiều. Thỉnh thoảng ví dụ như lâu sẽ có một số diễn giả như là Adam Khoo nè, một diễn giả nổi tiếng Singapore về Việt Nam chia sẻ, mình có tiếng Anh mình nghe rất là hay, chẳng hạn như vậy. Còn người ta dịch ra mất hết 50% cảm xúc của diễn giả rồi đó. Mình có tiếng Anh bạn nghe được Anthony Robbins, bạn sẽ nghe được Zig Ziglar, Brian Tracy, rồi có rất là nhiều diễn giả giỏi trên thế giới hiện nay làm video, làm hội thảo, làm chương trình rất là hay bằng tiếng Anh. Mình nghe đó mình cũng học rất nhiều kiến thức. Hồi xưa thời sinh viên ai có thể nghiên cứu kiến thức về sức khỏe, kiến thức về phát triển bản thân, kiến thức về mối quan hệ, về tình yêu, về sales, về marketing bằng tiếng Anh. Nếu như bạn có tiếng Anh rất giỏi, bạn có thể bạn nghiên cứu được những chuyên ngôn trong cái ngành nghề của mình để sau này phục vụ cho công việc của mình. Và ví dụ cùng một người muốn vào một công ty, người nào mà có tiếng Anh, tốc độ bạn học nghiên cứu sẽ nhanh hơn rất là nhiều, được chưa? Thì bạn học từ chuyên gia được, mà chuyên gia bây giờ toàn là chuyên gia toàn thế giới thì bạn phải qua một rào cản, đó là rào cản ngôn ngữ đó. Có tiếng Anh sẽ giúp cho các bạn phát triển về nhận thức rất là nhiều.
Các bạn, đây là một buổi chia sẻ rất là miễn phí và mình sẽ chia sẻ tất cả những kiến thức mà mình biết. Cho nên các bạn vui lòng chia sẻ cái livestream này càng xa càng tốt, chia sẻ ở chế độ công khai để thật là nhiều người biết đến, để họ có thể học được. Thì các bạn mong các bạn chia sẻ giùm để giúp cho nhiều người. Tiếp tục. Đó là gì? Phát triển sự nghiệp. Hai người cùng với một công ty, cùng cho một chương trình, một người mà có tiếng Anh á, thì tự nhiên mỗi khi mà khách hàng vô mua hàng á, thì cái người mà người là người nước ngoài á, thì cái người có tiếng Anh lại xung phong lên trước, cái người không có tiếng Anh á thì lại thụt lùi lại sau. Và nếu bạn tiếp xúc với người nước ngoài nhiều thì bạn sẽ được trọng dụng hơn. Bạn là thư ký, bạn có tiếng Anh thì sếp sẽ nể bạn hơn, sẽ trọng dụng bạn hơn. Đi đâu bạn cũng là người kết nối giữa người cấp cao biết tiếng Anh và người không biết tiếng Anh, thì bạn là cầu nối giữa, bạn sẽ học rất là nhiều thứ. Ok. Và giả sử như bạn đặt quyết tâm và bạn sẽ tiếp xúc tiếng Anh liên tục trong vòng 5 năm. Nếu như trong vòng 4 năm, 5 năm bạn tiếp xúc tiếng Anh liên tục thì chắc chắn lúc đó bạn sẽ có một nghề tay trái nữa, đó là nghề phiên dịch viên. Không hề khó. Nghề phiên dịch viên chỉ đơn giản những người giỏi tiếng Anh đều có thể là phiên dịch viên. Phiên dịch viên ngày nay là một cái nghề rất là phổ biến. Bạn chỉ cần giỏi một chuyên môn, bạn biết thêm một ngoại ngữ và ngoại ngữ đó bạn biết trong vòng 5 năm thì bạn sẽ master ngoại ngữ đó, thì bạn có thể đi làm phiên dịch viên. Ok. Đó. Phiên dịch viên chúng mình là một ngày khoảng 1 triệu đến 2 triệu là chuyện bình thường. Họ làm một tuần bằng các bạn làm một tháng. Đó, cho nên là bạn chỉ cần giả sử sinh viên năm nhất, bạn nghiêm túc với tiếng Anh, bạn ra trường 4 năm bạn master một ngoại ngữ, là master là thành thạo như một người bản ngữ luôn á, bạn làm phiên dịch viên. Thì cái chuyện mà lương tháng 10 triệu, 20 triệu cũng không hề khó nếu như bạn rất giỏi tiếng Anh. Và bây giờ bạn nỗ lực, bạn theo dõi hết suốt cái livestream này, anh sẽ chia sẻ cho các bạn cái process làm thế nào để bạn có thể diễn thuyết tiếng Anh trước 1.000 người, có thể bạn trở thành phiên dịch viên rất chi tiết, rất details. Và anh sẽ chia sẻ tài liệu viết xuống thành notes rất là rõ ràng, thì các bạn có thể đăng về coi, nghe lại rồi coi lại, nó rất là quan trọng hơn. Và cái process này các bạn có thể áp dụng cho bất kỳ ngôn ngữ nào bạn học, cho nên livestream này rất là quan trọng. Ok. Rồi, mình bắt đầu ha. Đó, nãy giờ anh sẽ cho các bạn xác định lý do bạn muốn thành thạo tiếng Anh. Thì mỗi người ở đây, mỗi người sẽ có những cái lý do khác nhau. Có người là ra trường, có người xin việc, có người sự nghiệp, có người du lịch, có người giải trí. Nhưng quan trọng nhất, là nhớ một chuyện, cái động lực quan trọng nhất trong cuộc đời này đó là bạn yêu một cái gì đó, được chưa? Cho nên là giả sử hồi xưa anh thích tiếng Anh, anh học giỏi tiếng Anh là bởi vì anh yêu tiếng Anh. Anh yêu cái cảm xúc khi mà mình tiếp xúc được với người nước ngoài, mình tự tin, mình giao tiếp với họ và mình cảm thấy tự hào bản thân mình bởi vì mình có thể mình giao tiếp được với người nước ngoài. Anh yêu cái cảm xúc khi mà anh đi hội thảo á, người nước ngoài họ nói anh hiểu được, trong khi rất nhiều người xung quanh họ rất là khó chịu vì không hiểu được. Cho nên là các bạn phải yêu tiếng Anh. Bạn yêu tiếng Anh thì bắt đầu bạn sẽ khám phá được văn hóa của Mỹ, bạn sẽ khám phá được văn hóa của châu Âu. Bạn yêu từng cái con chữ, bạn yêu từng bộ phim, bạn yêu từng cái bài nhạc bằng tiếng Anh, thì hãy tiếp xúc những thứ đó trước, nó cho bạn tình yêu thấm vô trong người của bạn. Bạn yêu những thứ đó rồi, bắt đầu tiếng Anh nó chỉ đơn giản là rào cản, nó chỉ đơn giản là một cái cầu bắc qua thôi, thì bắt đầu bạn có thể học tiếng Anh yêu nó mỗi ngày. Hello bạn Hồ Huyền. Hồi xưa để mà mỗi lần anh duy trì động lực á, học tiếng Anh á, thì bắt đầu anh sẽ nghe nhạc, listen to English music, đặc biệt các bài hát của My Love hoặc là Backstreet Boy. Ngày nay ca sĩ nước ngoài rất là nhiều, Adele, Hello, nó nhiều bài đó. Vậy thì bạn nghe bài gì bạn thích thì bạn cứ nghe để tạo động lực. Chán quá thì cứ mở phim lên coi, phim Extraneous, phim Friend, How I Met Your Mother, Hannah Montana, rất là nhiều. Rồi chơi các bạn. Bạn Linh Vũ yên tâm, hôm nay anh sẽ chia sẻ cái lộ trình học, các bạn yên tâm ha. Rồi, trả lời câu hỏi thứ hai, đó là học tiếng Anh thì như thế nào tạo nên thói quen. Thứ nhất, các bạn nhớ anh một chuyện á, đó là con người chúng ta luôn luôn hành động bởi cảm xúc. Nhưng để thành công thì không bao giờ dựa trên cảm xúc. Để thành công, thứ nhất phải dựa trên một chiến lược rõ ràng, thứ hai phải có thói quen tích cực, và thứ ba phải có kỷ luật bản thân. Nếu như mình thành công mà mình hướng mình làm, nó hướng mình làm, chắc chắn không được. Tại vì cảm xúc của con người sẽ lên xuống mỗi ngày. Ok. Thế là để bạn giữ cái đà học tập liên tục, nếu bạn nào mà có tiền thì đăng ký Simple English học. Tụi anh sẽ luôn luôn truyền cảm hứng và yêu cầu bạn học liên tục mỗi ngày. Mình làm một môi trường cực kỳ vui. Bạn nào không có tiền, không có điều kiện tài chính, ở xa Simple English, chẳng hạn như vậy, ở tỉnh này tỉnh kia, thì anh vẫn mong giúp các bạn. Bằng cách là anh chỉ cho. Thứ nhất, các bạn phải tìm một người, nên thôi nha, nên khuyến khích tìm một người bạn đồng hành với mình. Và những người này là những người mà có đồng mục tiêu với mình, đồng mục đích với mình. Có thể bạn quăng cái livestream này cho họ coi xong, họ coi xong họ muốn học tiếng Anh, thì bắt đầu hai người sẽ hợp tác với nhau. Hai người sẽ hẹn với nhau một tuần 3 buổi hay 5 buổi gì đó, gặp nhau một ngày 1 tiếng hay 2 tiếng, mình cùng nhau nghe tiếng Anh, mình cùng nhau học theo cái process mà anh chỉ.
Được chưa? Phải có người đồng hành, phải có môi trường, phải có peer group, phải có một nhóm, càng đông càng tốt. Thì như vậy các bạn sẽ đi đều, đi bền hơn rất nhiều. Tại vì mỗi khi người này lùi, người này nâng, người này lùi, người này nâng, đó, kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống. Tập thể dục mà tập hai người cùng đi đều với nhau thì nó sẽ rất là dễ. Còn tập thể dục tập một người đôi khi lười, sáng dậy ngủ không tập. Học tiếng Anh cũng như vậy, sẽ có ngày siêng, sẽ có ngày lười, cho nên tìm một người. Thế thứ hai, trong cái notes của anh á, trong cái phần notes trong cái Facebook của anh á, anh có chia sẻ một cái bài là 7 nơi tuyệt vời nhất ở Sài Gòn miễn phí, hoặc là tốn một chi phí rất là nhỏ, nó rẻ 20-30 ngàn. Thì bạn vô cái notes đó bạn coi, bạn biết được 7 nơi là câu lạc bộ anh thấy uy tín thì bạn đi chỗ đó, để họ có thể họ giúp các bạn, inspire các bạn học tiếng Anh. Sau này Simple English làm câu lạc bộ, các bạn nên nên đi học nha, nên đi đến câu lạc bộ Simple English để có được truyền cảm hứng, được học tiếng Anh, được vui chơi mỗi ngày. Sắp tới năm sau anh sẽ nỗ lực anh làm chia sẻ một câu lạc bộ để duy trì động lực, duy trì môi trường tích cực cho những người không có điều kiện, những người ở xa thì bạn hãy tham gia. Làm gì thì làm, phải luôn luôn tìm cho mình một môi trường, được chưa? Có người chúng ta sinh ra là 95% là followers, là những người đi theo, còn môi trường 1% là leaders, nhưng thể loại đó rất là hiếm. Nhưng mà nói gì thì nói thì các bạn phải tìm một môi trường đồng mục tiêu, đồng hướng, tại vì chúng ta cần năng lượng cộng hưởng. Ba người học tiếng Anh năng lượng sẽ như đây, 5 người cùng học với nhau năng lượng như đây, 10 người học với nhau năng lượng như đây. Càng nhiều người học tiếng Anh chung với nhau năng lượng cộng hưởng càng cao nha các bạn. Đó. Tất nhiên mình cũng không để cho mình quá phụ thuộc vào môi trường đó. Bây giờ giả sử một tuần đi một lần hoặc hai lần là đủ rồi. Ok. Quan trọng là bạn biết được cái process bạn học. Cho nên một lần nữa, mỗi ngày thói quen chiến thắng tất cả. Rất nhiều người có tiền đi học tiếng Anh, đi học ở trung tâm đắt đỏ, học trung tâm một tháng 50 triệu, 60 triệu chẳng hạn như vậy. Đó. Thậm chí có một số bạn đi học rất nhiều trung tâm nhưng vẫn không thành thạo, tại sao? Tại vì chỉ học trên trung tâm thôi, về nhà không tự học, không hiệu quả. Cho dù bạn đi học trung tâm thì ở nhà bạn vẫn phải tiếp tục nghe tiếng Anh, được chưa? Đó, chỉ có như vậy thôi thì nó mới hiệu quả. Có rất nhiều người học tuần 3 buổi, học tuần 2 buổi về nhà không nghe, không tập, không đọc thì chả bao giờ hiệu quả hết cả. Bạn phải học ở nhà ngoài chuyện đến trung tâm ra. Trừ khi á, bạn phải đến trung tâm bạn học một cái khóa, ví dụ như là một tuần học 5 buổi, 6 buổi thì may ra mới giỏi. Thì sắp tới anh có mở một khóa đó chuyên trị bệnh lười. Bạn nào mà thấy mình lười quá đến học những khóa đó thì sẽ thay đổi được bệnh lười của mình. Học một tuần 5 buổi, một buổi 2 tiếng, giáo viên nói liên Anh liên tục trong vòng 3 tháng, thấy tiến bộ rất nhanh, cái hạn như vậy. Đó. Thứ nhất, để mà có thói quen á thì bạn nhớ anh một chuyện hồi xưa anh tập như thế này ha. Bạn phải lấy một cái mốc, ví dụ như là cứ đúng giờ đó lại học. Ăn xong lại học, ngủ dậy lại học. Ví dụ như vậy, phải chọn một cái mốc gì đó. Hồi xưa anh lấy một cái mốc như sau à, buổi sáng cứ ngủ dậy xong một cái là vệ sinh, đi tiểu, đánh răng, nghe tiếng Anh, tập thể dục. Là sáng nào cũng đeo headphone vô tai, được chưa? Đi bộ 3 vòng công viên, vừa đi vừa nghe, vừa đi vừa nghe, xong hít đất 60 cái, về nhà, đi làm, đi học. Đó, cứ sáng nào cũng vậy đó, bất chấp ngày nắng, ngày mưa hít đất tại nhà, hít xong vừa hít vừa nghe, ngày nắng thì đi. Đó, bất chấp cứ tập thể dục là nghe tiếng Anh, tập thể dục nghe tiếng Anh, tập thể dục là nghe tiếng Anh, tập thể dục nghe tiếng Anh. Đó, không bỏ cuộc, 10 ngày, cùng lắm miss 1 ngày, nhưng phải học bù bằng mọi chấp, bất giá mọi chấp, cứ sáng dậy là nghe, sáng dậy là nghe. Bạn phải chốt một thời điểm cố định, chứ không phải là à, hôm nay mình sẽ học tiếng Anh nhưng mà chừng nào mình rảnh mình mới học, còn mơ, về nhà ngủ mất tiêu. Ok, chốt một thời điểm, học thể dục vào buổi sáng là tập thể dục. Thời điểm thứ hai mà anh chốt, đó là buổi trưa ở công ty ăn cơm xong sẽ có 15 phút break. 15 phút đó anh sẽ dành ra để nghe tiếng Anh trước khi anh nghỉ trưa. Ok, cứ buổi trưa là hả, thiền xong là nghe tiếng Anh, ăn cơm thiền xong nghe tiếng Anh như vậy. Nghe 15 phút thôi, sáng nửa tiếng, trưa 15 phút. Chiều sao? Chiều về, tắm rửa xong, nghe tiếng Anh nửa tiếng nữa. Ngày nào xuyên, kéo dài ra. Cứ chiều về, đi làm về, đi chơi, bị học gì không biết. Cứ chiều đúng 5 giờ, 6 giờ làm xong là phải nghe tiếng Anh. Bạn phải chốt cho mình một khoảng thời gian cố định, đặc biệt là một buổi sáng. Bạn nên nghe tiếng Anh là một buổi sáng. Buổi sáng cực kỳ quan trọng, ok? Every morning, English. Cứ bước vô toilet, nghe tiếng Anh, cứ như vậy thôi, ok? Và phải chèn tiếng Anh xung quanh cuộc đời của mình, đi tắm trước khi đi ngủ, sáng rồi dậy và vệ sinh hoặc là rửa chén, lau nhà, rảnh là nghe, rảnh nghe. Cái điện thoại của các bạn á, nó phải luôn luôn có tất cả rất là nhiều file tiếng Anh trong đây, tạo thói quen bao quay bao quanh. Anh nhắc điểm lại cái điều này cực kỳ quan trọng, chỉ có vậy mới giỏi thôi. Còn tài liệu, phương pháp chia sẻ biết hết, ok, nhưng mà không làm được chuyện đó thì quên đi cái chuyện học tài phương pháp tài liệu cũng không hiệu quả gì. Tại vì rất là nhiều người sưu tầm rất nhiều tài liệu, chất hàng chục ghi nhưng mà chưa bao giờ mở được một ghi, ok đó. Rồi, phải như vậy mới giỏi. Một tuần phải đi đến câu lạc bộ một lần,
bạn nào có trung tâm đi học rồi thì phải đóng đóng phải đi học đầy đủ, không được miss buổi nào hết thì nó mới tạo đà, phải luôn quăng mình cho những cái môi trường có tiếng Anh, thỉnh thoảng phải đi gặp người nước ngoài để test trình độ của mình, thì nữa là mình đã đến đâu, mình giỏi hay chưa, hay mình vẫn còn stupid, ví dụ như vậy, được chưa? Đó, cho nên là phải luôn luôn giỏi tiếng Anh là phải học mỗi ngày. Rồi bây giờ anh sẽ nói về phần này, phần rất quan trọng, đó là nói về levels của tiếng Anh. Levels tiếng Anh sẽ có rất là nhiều levels khác nhau, đó là anh sẽ comment nha, các bạn chuẩn bị coi ha. Đây, cái level đầu tiên, level beginner, được chưa? Đó, beginner, hai chữ N lộn, beginner là người mới bắt đầu, level beginner là người mới bắt đầu, được chưa? Người mới bắt đầu là người như thế nào? Là người không biết gì về tiếng Anh trong cuộc đời này hết á. Cùng lắm biết câu how are you, what's your name, hoặc là how are you, I'm fine, thank you, and you. Ôi, biết nhiêu đó thôi, đủ rồi. Đó, đó là câu bạn học đầu tiên lớp 6 là như vậy. Người mới bắt đầu là người như vậy. Ngoài ra không nói được câu nào hết, nghe không hiểu gì hết. Đó, được chưa? Cái level thứ hai là level elementary. Elementary là level sơ cấp. Level sơ cấp là bạn nói được sơ sơ, như là giới thiệu bản thân, phát âm còn sai, thiếu cực kỳ nhiều từ vựng, nói chung là cũng chưa biết gì nhiều, nhưng mà nói được bập bẹ như là em bé mới tập nói như vậy đó. Đó là level elementary, ok. Đó rồi, các bạn nghe xuống à. Level thứ ba đó là level pre-intermediate, là khá hơn sơ cấp một tí, chuẩn bị đến trung cấp, ok. Bạn nào có câu hỏi á, thì đến phần hỏi đáp hỏi nha. Bây giờ các bạn cứ nghe anh chia sẻ. Rồi tập nữa anh sẽ quay trở lại các câu hỏi của các bạn, rồi anh sẽ hỏi chia sẻ cho, yên tâm. Có đầy đủ hết. Level elementary, level re-inter, thì mục tiêu của hai level này là giúp cho các bạn có được 4 từ vựng căn bản, khoảng 500 đến 1000 từ vựng căn bản, hoặc là sử dụng tiếng Anh một cách căn bản. Sau cái level re-inter sau lên thì nó sẽ là level intermediate, là level khá ở giữa. Đó, cái level intermediate này là cái mà đa số mọi người đều mong muốn để có thể đi làm được, để có thể bán hàng được, để có thể phỏng vấn được, thì đây là cái level là khá xài được, ok. Nhưng mà bạn này muốn giỏi hơn nữa, muốn đi làm tự tin hơn, muốn bước vô được các công ty đa quốc gia, thì ít nhất phải là upper intermediate, trên khá một tí, upper intermediate, chưa? Và trên upper intermediate là levels của giáo viên tiếng Anh. Đó, thì đó là levels advanced là level thành thạo, level giỏi, được chưa? Đối với bạn trên advanced còn gì không? Còn advanced và fluent, trên level advanced là level fluent. Ok, đó là level fluent. Fluent là thành thạo, được chưa? Thành thạo. Thành thạo nghĩa là bạn như một người bản ngữ. Ok. Đó là về tất cả các levels. Và hầu hết những người mà đi học tiếng Anh á, thì đa số sẽ là pre-intermediate và elementary và beginner. Nhưng mà đa số chúng ta, người Việt chúng ta, là chúng ta sẽ là elementary, là chúng ta đã học hết 12 năm học và 4 năm đại học, nhưng chúng ta không nói được gì nhiều và chúng ta không dám đi làm, được chưa? Tại vì ở lớp 12, 12 năm của mình và 4 năm đại học là các bạn chỉ học bằng IELTS, đọc không à, thầy giáo đưa cuốn sách xuống dày cộng đi nào, em đọc đây 10 ngày sau thuyết trình cho bài. Má ơi, có nghe đâu mà biết thuyết trình. Cho nên là lên cầm sách đọc với phát âm sai, đọc sai nhiều, nói sai, và không dám nói từ đó, sợ tự tin với tiếng Anh. Chắc chắn xem người bạn trải nghiệm này. Đó, được chưa? Đó là tổng cộng là các levels của tiếng Anh. Đó, mục tiêu của mình để mình đi làm được thì các bạn phải reach tốt nhất là upper intermediate hoặc là intermediate, được chưa? Rồi, cái level elementary hay còn gọi là A1, là A1 đó các bạn, A1, ok. Đó, từ A1 mà lên được pre-intermediate là tốn các bạn khoảng 200 giờ học liên tục, 200 giờ học liên tục, được chưa? 200 giờ này để mục tiêu giao tiếp á, là mình học bằng tai và mình học bằng mouth, ears and mouth. Đó là 200 giờ học liên tục bằng tai và miệng, ok. Và từ pre-intermediate và lên intermediate thì là mình sẽ học bằng thêm 200 giờ nữa cũng bằng tay luôn, là cho tổng cộng từ sơ cấp mà lên được khá để đi làm được á, bạn tốn tổng cộng là 400 giờ nha. Thế nên không có chỗ nào mà cam kết các bạn là học một lần 3 tháng nói tiếng Anh được là chỗ chém gió,
nha các bạn. Bèo lắm, học tiếng Anh phải là 6 tháng mỗi ngày 2 tiếng thì may ra mới nói tiếng Anh được, được chưa? Đó. Cho nên bạn phải nỗ lực, đó là bạn dành ra ít nhất 6 tháng cho một ngôn ngữ mỗi ngày 2 đến 3 tiếng thì bạn mới giỏi. Còn bạn muốn lên thành thạo á thì phải nhất ít nhất là 1 năm mỗi ngày 2 tiếng. Cực kỳ đẳng cấp là 2 năm liên tục mỗi ngày 1 tiếng cũng được. Đó, như vậy sẽ rất là giỏi. Cho nên học tiếng Anh á, thứ nhất là nó take years, hoặc là ít nhất là nửa năm cũng chưa chưa thực sự ghê gớm đâu, ít nhất là 1 năm. Ok, nó là xác định mình muốn giỏi tiếng Anh thì ngay càng sớm càng tốt, thời sinh viên càng sớm càng tốt, phải dành thời gian mỗi ngày 1 tiếng, 6 tháng đến 1 năm thì mới đòi hỏi là mình phải giỏi. Còn bạn chưa học được 6 tháng, chưa học được 1 năm, nghĩ đến cái chuyện là anh ơi sao em không nói không được, chưa có đủ input để mà nói, phải là 6 tháng cho đến 1 năm thì mới đến, thì mới nói đến chuyện là mình giỏi nha các bạn. Còn nếu mà ít hơn đừng có nói chuyện đó, tại vì não của bạn á, âm thanh tiếp xúc chưa đủ liên kết neuron thần kinh về âm thanh tiếng Anh để cho nó thể nói được. Cho nên là đừng expect là mình phải giỏi tiếng Anh trong vòng 3 4 tháng, không có. 3 4 tháng chỉ là mới một trang bị khởi đầu thôi, phải ít nhất 6 tháng mỗi ngày 2 tiếng. Mà 6 tháng học không đều mỗi ngày 2 tiếng thì thôi coi như không có tiến bộ. Có nhiều bạn 6 tháng học lên, học xuống, học ngày nửa tiếng, học ngày 15 phút. Đừng mê giỏi. Phải là 6 tháng mỗi ngày 2 tiếng thì mới thấy mình giỏi thực sự. Được chưa? Cho nên nhiều bạn đi học cái một hai khóa mà mới học tuần 3 buổi, đi học 2 buổi, nghỉ 1 buổi, ở nhà không có tự học. Cả đời phí tiền, không bao giờ giỏi. Được chưa? Mấy bạn đến là Simple English á, thì anh luôn luôn nhắc các bạn đó là phải học mỗi ngày ở nhà. Lên lớp làm cho rất vui, hướng dẫn phương pháp, truyền cảm hứng, dạy cho anh siêu kỹ, check phát âm. Nhưng về nhà phải học. Đó, sau này ra một cái khóa một tuần 5 buổi chuyên trị bệnh lười. Đó, những bạn đến học khóa đó sẽ siêu giỏi. Còn bạn nào không có khả năng đến trung tâm thì bạn phải học ở nhà mỗi ngày ít nhất 6 tháng mỗi ngày 2 tiếng, nhắc đi nhắc lại phải nhớ trong đầu cái từ là ít nhất 6 tháng mỗi ngày 2 tiếng. Hồi xưa khi bạn học á, sinh viên á, là sáng đi làm ha, 6 giờ dậy, 8 giờ vô công ty làm một ca, chiều đi học thêm, chiều học bên trường, xong rồi tối 8 giờ về, 8 giờ học 10 giờ, ngày nào học buổi sáng thì chiều đi làm, không tối cũng 8 giờ học, 8 giờ đến 10 giờ, có lúc thì 9 giờ 11 giờ, ngày nào mệt lắm học 1 tiếng, ngày nào đuối lắm học nửa tiếng, nhưng mà không bao giờ bỏ cuộc. Phải đi như vậy trong vòng 6 tháng thì bạn mới thấy được kết quả. 6 tháng này phải là học đúng đúng gì đúng tài liệu đúng phương pháp với nha. Đó đó là học bao nhiêu học bao lâu nữa các bạn, được chưa? Cho nên nói gì thì nói, bạn muốn nói được tiếng Anh thành thạo phải tốn, bạn tính theo năm, ít nhất là 1 năm đối với những người chăm chỉ. Cho nên bạn đừng có mơ là học 3 tháng nói được, trừ khi là bạn có khả năng tập trung, bạn có kết hợp thiền tập thể dục, bạn phát triển bản thân rất cao thì bạn đi rất nhanh một tia chớp. Nhưng mà đa số những người thường thông thường phải là 6 tháng. Anh từng dạy cho các managers, những người đầu óc rất là ghê gớm, rất là giỏi, khả năng học rất là tốt, thì họ phải tốn ít nhất là 6 tháng nha các bạn. Ít nhất 6 tháng thì mới thấy được sự tiến bộ. Đó là những người có đầu óc rất ghê gớm, ít nhất là 6 tháng. Rồi ha, tiếp tục. Thì cái giai đoạn đầu tiên các bạn học á, thì các bạn cần học bằng tai, chỉ nghe 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 và nghe thật là nhiều. Ôi, rất là nhiều người friend. Rồi, nghe thật là nhiều nha các bạn, nghe thật là nhiều, dùng học bằng tai là chính. 80% thời gian học tiếng Anh mới giai đoạn đầu tiên là học bằng tai. Elementary là học bằng tai, không cần phải nói nhiều. Tại vì lúc đầu bạn chưa có input, bạn không cần phải mở miệng ra bạn nói, bạn chỉ nghe thôi anh. Nghe suốt ngày, nghe từ sáng đến tối luôn. Tiến sĩ Asher Hall có một cái lời nói đó là obsessive learning, là học ám ảnh. Được chưa? Giai đoạn đầu tiên mới học thì mình phải nghe, 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 nghe cho nó thuộc hành não luôn. Tại vì những người nói được là những người nghe được nhiều. Chứ không phải những người nói được là họ tập nói nhiều. Họ chỉ nên tập nói khi mà họ bắt đầu từ level pre-inter đến intermediate trở lên. Thì nói chỉ đơn giản là repeat và shadowing là hiệu quả nhất. Ok. Còn intermediate thì bạn có thể bạn chèn topic vô để bạn nói cho nó quen cái miệng cũng được. Nhưng mà đa số level elementary là phải nghe họ nhiều. Ok, chào bạn Cảnh, chào bạn Tuấn Anh. Rồi, trong nữa mình sẽ chia sẻ phần hỏi đáp với các bạn có thể giao lưu với mình ha. Bây giờ mình đang tập trung chia sẻ kiến thức. Rồi, tiếp tục. Rồi đó. Thì bây giờ để mà test, để mà biết mình level nào thì bạn phải tự so sánh. Ở dưới anh có một cái link, nó là cái note. Trong đó có tài liệu, có phân biệt các levels. Sau khi bạn coi livestream này xong, bạn có thể bạn bấm vô cái note đó. Bạn coi cái note đó, bạn save lại, bạn share cho người khác để hiểu hơn. Tại vì cái note đó là tổng hợp những kiến thức mà anh chia sẻ ở buổi livestream này. Có cả link download tài liệu cho các bạn. Ở phía dưới các bạn recommend học tài liệu gì, theo từng level gì, rất chi tiết, rất bài bản. Và tụi anh phải tốn hết cả tuần để biết được cái note đó. Cho nên các bạn phải coi cho nó kỹ, kiểm tra nó kỹ và đối chiếu với cái livestream này, ok? Rồi, tiếp tục nè. Bây giờ lộ trình học ha.
lộ trình học, lộ trình học, ok, the process to learn any language. Đây là cái lộ trình học cho bất kỳ ngôn ngữ nào, any language, not only English, ok. For example, if you learn Japanese, if you learn anything else, especially you learn English, bạn học bất kỳ ngôn ngữ nào, đặc biệt là tiếng Anh á, thì bạn phải theo cái lộ trình này. Chào bạn Lu Nam, đó, lộ trình này cực kỳ quan trọng. Rồi, đầu tiên, học bất kỳ ngôn ngữ nào, cái thứ đầu tiên cần phải học á, đó là học về bảng chữ cái. Học bảng chữ cái trước, A, B, C, D, E, F, G. Lên YouTube, search bảng chữ cái tiếng Anh, enter, coi, bạn. Thứ hai, học danh số đếm. Học số đếm từ 1 đến 100, được chưa? Rồi, học cho anh khoảng 100 từ vựng phổ biến nhất trong tiếng Anh, được chưa? Cái scan này, scan qua. Sau đó, cái quan trọng nhất, đó là tiếp theo đó là phần pronunciation. Đó là học về phát âm. Học phát âm đầu tiên khi học bất kỳ ngôn ngữ nào. Tại vì nếu như lần đầu tiên mình không học phát âm, mình đụng từ nào mình nói đại, đôi khi tai mình nghe cũng không chính xác nữa, thì mình sẽ nói sai. Nói sai sau này mình đi giao tiếp, mình nói người ta không có hiểu, thế là phải rất là khó để sửa. Lấy ví dụ một trong từ rất quan trọng là từ tỉnh thành. Như bạn gặp anh là đọc là province, province care. No, it's wrong. Đọc đúng là province. Nào, province. Hello guys, my name is Thường. I'm come from Nha Trang City and Khánh Hòa province. Được chưa? Đó. Phải đọc phát âm cho chính xác. Nếu không thì sẽ khó sửa lắm nhé. Lấy ví dụ, số từ rất phổ biến như là Giáng sinh đi. Chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, mình đọc là Merry Christmas. Đó. Không phải là Merry Christmas hoặc là không phải là Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Phải có xì ở giữa ra. Merry Christmas. Chẳng hạn như vậy đó. Bất kỳ từ nào bạn không biết đọc, bạn che được phát âm chưa? Học phát âm á là học cách đọc đúng, học cách che IPA. Từ IPA đó mình đọc đúng cái từ này, từ IPA đó mình ráp thành câu mình đọc đúng, được chưa? Và từ mình biết bạn là chuyên nghiệp, từ cái chữ Latin mình viết thành IPA đúng. Học phát âm học như vậy đó. Và biết được bản IPA xong chưa đủ, bạn phải liên tục lấy những cái video, lấy những cái audio ra, bạn repeat và bạn shadowing. Repeat nghĩa mình lặp lại theo lời nói của họ, ok. Và mình shadowing là mình nói theo song song với họ. Sau đó mình thu âm lại, mình so sánh cái bản của mình với cái bản của họ. Và cái quá trình này là cái quá trình quan trọng nhất của việc học phát âm. Ngày nay có rất nhiều lớp dạy phát âm nhưng mà họ không cho bạn tập repeat và shadowing với người bản ngữ thì không bao giờ hiệu quả. Bạn học một khóa phát âm xong, bạn chỉ biết được bản IPA nhưng bạn không nói được chính xác, bởi vì bạn không có practice, bạn không có luyện tập. Được chưa? Cho nên là bạn phải luyện tập thì bạn mới giỏi, đặc biệt là phát âm. Rất nhiều lớp học chỉ dạy bản IPA, ai chả biết mấy cái đó, lên YouTube có đầy. Nhưng mà không cho học viên luyện tập thì không bao giờ tiến bộ. Đặc biệt bạn nào đang là giáo viên xem cái YouTube này, xem cái livestream này, bạn phải cho học viên của mình practice thật là nhiều, practice khẩu hình miệng. Tại vì cái khẩu hình miệng của mình á, mình nói tiếng Việt trước giờ nó từng chữ. Nhưng khi mình chuyển sang tiếng Anh, mình sẽ nói nó lên xuống và từ là từ 2-3 âm tiết. Interview international, nói chẳng hạn như vậy ha. Hello, nó rồi chữ L phải cong lưỡi lên, chữ R phải du mọi ra, rồi chữ T phải le lưỡi ra. Think, thank, thousand, thought, nó sẽ rất là phức tạp so với khẩu hình miệng của người Việt. Cho nên là bạn đi học phát âm đầu tiên đối với học ngoại ngữ trước, sau bạn chữ cái và số đếm, ok. Đó, học tiếng Nhật cũng vậy, học bất kỳ tiếng nào cũng vậy, học tiếng Trung Quốc cũng vậy, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng vậy. Anh đã nghiên cứu kỹ chuyện này rồi. Và biết bài IPA xong, biết cái nguyên tắc phát âm như là stress, linking sounds, ED, AS, S, số nhiều, số ít đó. Biết cái nguyên tắc phát âm đó xong, bạn cũng phải nghe, được chưa? Đó, bạn nghe rất nhiều. Và bạn nên nghe rồi ghi xuống, hoặc là chép chính tả đó. Hoặc là bạn phải tập repeat và shadowing thật nhiều, thu âm lại, được chưa? Thì ở Simple English, các bạn giáo viên á, giúp cho các bạn học viên sửa khẩu hình miệng tại lớp. Về nhà cho theo một cái hệ thống video repeat và shadowing với người nước ngoài, nghe nói liên tục, quay video lại lên giáo viên sẽ chấm online, rồi lên lớp giáo viên sửa một lần nữa trong vòng một tháng, các bạn tiến bộ rất là nhiều. Và đây là cái process mà tại trung tâm Simple English mình đã chứng minh rất là nhiều gương thành công về phát âm. Thậm chí đối với những người có khẩu hình miệng không bình thường thì họ vẫn có sự tiến bộ đúng 80% khi mà họ luyện tập đúng cái process này, ok. Sẽ thấy rất là tiến bộ trong vòng một tháng thôi, repeat và shadowing 2 tháng thành thạo về phát âm, không bỏ cuộc nha các bạn. Quan trọng là luyện tập, tại vì tiếng Anh là luyện tập đó. Cái thứ đầu tiên là học bản IPA,
Đó. Ok, rồi tiếp tục. Học IPA xong á. Đối với level elementary tiếp theo thì các bạn cần học gì nữa? Đó là các bạn cần gia tăng từ vựng. Mà từ vựng này là từ vựng cốt lõi. Phải là những từ vựng phổ biến nhất, không học lộn xộn. Được chưa? Thì lúc đó bạn nên học cái gì? Đây để coi tài liệu chia sẻ các bạn nè. Đây level A1. Ok, đó là level này mình sẽ cần luyện nghe thật nhiều. Đặc biệt phải nghe tiếng Anh từ người bản ngữ. Nên các bạn phải nghe giọng chuẩn. 75% ngôn ngữ trên thế giới này được viết bằng Anh Mỹ, 20% Anh, còn lại là các vùng miền khác, Anh Úc hoặc là Ireland, được chưa? Cho nên là bạn phải nghe thật nhiều, nên học tiếng Anh Mỹ thì nó phổ biến vậy thôi, tùy bạn thích giọng gì. 80% 90% thời gian tập nghe như này, nghe những thứ cực kỳ quan trọng. Thời điểm này đó là bạn cần nên input thật nhiều, nên đọc và nghe song song rất nhiều tài liệu. Bạn nên có hệ thống sách bookworm, được chưa? Có hệ thống sách bookworm, đọc step one, đọc starter. Đó. Tại vì hệ thống sách bookworm á thì nó đi từ dễ lên khó và nó tập trung vô vốn từ vựng cốt lõi. Anh có chia sẻ rất là nhiều ở những cái video buổi trước, sắp sau cái livestream này sẽ post một cái về bookworm cho bạn coi. Bookworm rồi. Gia tăng từ vựng cốt lõi. Đây 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 rồi. Để xíu. Ok. Rồi, một số tài liệu học về phát âm nào. Thứ nhất là BBC Learning English Pronunciation. Bộ này là bộ của giọng Anh Hoàng Anh Gia La, Hoàng Anh được chưa? Hoặc là học của bộ 42 ngày phát âm của Daniel thì Dan trên YouTube. Master Spoken English, bộ này là bộ truyền thống nhất. Pronunciation Workshop. Tất cả các tài liệu này anh có chia sẻ trong cái note. Các bạn cứ nghe livestream xong, các bạn mở note lên, mình sẽ thấy ở dưới, được chưa? Nghe và đọc song song có một số bộ như sau. Giai đoạn Elementary, nghe và đọc song song bạn nên tập cái bộ thứ nhất là bộ Listening Through Dictation, được chưa? Hoặc là Streamline là bộ truyền thống bất hủ. Listening Through Dictation. Đó. Nghe thôi, nghe thật nhiều. Nhưng nhớ là phải dịch nó hiểu trước. Nghe nó, học những thứ, nghe những thứ mà mình phải hiểu nha, đừng nghe những thứ mình không hiểu. Ok, phải nghe những thứ mà mình hiểu nha các bạn. Phải dịch trước, đọc và nghe song song thật nhiều lần, sau đó mới nghe. Ok, đó là cách học đấy. Hoặc là nghe bộ Boston English. Còn bạn nên học bộ Original Effort English, tại vì nó cũng có từ vựng căn bản. Kết hợp với chuyện coi phim Extra English, vô trang studyphim.vn coi bộ phim Extra English là dành cho elementary, được chưa? Anh nói lại ha. Học phát âm. Sau đó nghe những thứ đơn giản mà nghe những thứ mình hiểu nha, cực kỳ đơn giản thôi ha. Có thể là bookworm, stay one và starter. Vô studyphim.vn coi Extra English 30 tập của nó. Học Effortless English bộ original, được chưa? Đó. Hoặc là bạn có thể search bedtime stories collection là những cái chuyện viết cho thiếu nhi á các bạn, chuyện con trong nít á, vừa nghe và đọc song song những cái chuyện đó sẽ giúp các bạn học tiếng Anh một cách elementary, lên được pre-inter. Ok. Từ điển trong điện thoại á thì cài với anh bộ từ điển TFLAT. Rồi còn trên online thì xài Oxford hoặc là rất là nhiều từ điển, nhưng mà thông thường là hai cái đó là khuyến khích, recommend. Rồi bạn dành ra 200 giờ, bạn học đúng cái process anh nói, được chưa? Bạn nghe và đọc song song những thứ cực kỳ đơn giản, coi phim Extra English, coi phim trên studyphim.vn, học Effortless English. Đó. Cho nên là sau 200 giờ mình input, mình nghe và đọc thôi, chỉ nghe và đọc thôi. Còn muốn nói á, thì mình phải nhái theo là đủ rồi, không cần phải làm khó mình để mình phải trả lời thật những câu hỏi khó, không cần phải như vậy. Khi bắt đầu lên pre-inter, đây, từ A1 lên pre-inter, đó là bắt đầu bạn chuyển qua level khó hơn, thì đó là bạn học bộ Effortless English, Power English. Đó, bộ này cực kỳ hay nha. Rồi, bộ này cực kỳ hay. Bộ này là của tiến sĩ Asia. Hồi xưa thật sinh viên á, anh học original anh học được 10 bài thôi. Sau anh nhảy qua anh học Power English, thấy hay quá cực kỳ luôn. Thì học bộ này trong vòng 30 bài, anh học hết 30 bài luôn các bạn. Đó, thì bắt đầu anh sẽ nói tiếng Anh luôn, rất là thành thạo và tự tin. Lên được Upper Intermediate khi mà hoàn thành được cái bộ Power English này các bạn ơi. Trong bộ Power English này các bài main á, nó hướng dẫn các mindset, các phương pháp học rất là hay. Đó là anh đã nghiên cứu rất nhiều về về các triết lý học tiếng Anh rồi, thì chỉ có triết lý của thầy Asia Hall là tiên tiến nhất và đúng, khá là đúng.
đối 80%. Còn những cái chỗ khác đa số là dạy sai hết cả nha. Nhớ giai đoạn đầu tiên nghe nhiều, có nói là repeat thôi, lên intermediate có thể nói theo topic cũng được đó. Học recommend trình độ pre-intern cho lên học bộ Power English. Thậm chí những người giỏi á nhưng mà nói còn sai ngữ pháp á, phản xạ chưa hay, mặc dù có thể họ biết nó nhiều từ vựng khó nhưng mà họ nói không có cứng, họ nói không có trôi chảy, phát âm không có chuẩn, thì vẫn recommend các bạn học lại bộ Power English, được chưa? Rồi bên cạnh đó bạn kết hợp, bạn coi trang web TED là một diễn đàn public speaking, có các chuyên gia được mời về nói những chủ đề rất là hay, có tiếng Anh, lên trang TED.com có sub Anh sub Việt luôn các bạn. Coi tiếng Việt trước xong rồi download cái script về dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, ok, có tiếng Việt dịch mà đó, xong đó mình nghe và đọc song song. Một video xong một tuần thôi các bạn, một video 7 phút hoặc một tuần thôi, nghe đi nghe lại, có đi có lại, mỗi ngày coi 2-3 lần gì đó cho nó nhớ các từ ở trong đầu, ok. Còn đọc mà level đọc cái gì, thứ nhất là bạn có thể lên trang bookzz.com, đây là trang download sách dạng PDF mà nó free, có rất nhiều sách hay, có thể download sách Read Dead Poor Dead, Five Languages of Love, hoặc là How to Speak Like a Native, rất nhiều sách hay. Rồi chờ down rồi lên YouTube tìm audiobook đọc và nghe song song, lên từ vựng rất là nhiều đó. Muốn đi diễn thuyết dễ lắm, đọc và nghe sách song song đi diễn thuyết được thôi. Còn cách hay nhất nữa đó là gì, bạn tham gia các hoạt động chương trình của đại sứ quán của Mỹ nè, hoặc là bạn lên Couchsurfing, đó là một trang web, nhà bạn nào mà có phòng á thì bạn đăng ký link đó, tuyển người nước ngoài về ở với mình, ok, giao tiếp mỗi ngày, đây là cách mà mình sẽ lên tiếng Anh rất là nhanh, đúng không? Rất là nhiều. Thì những tài liệu đó bạn đi hết Power English thôi, nghe sách đọc sách, coi test 200 giờ nữa lên được intermediate rồi đi làm xong. Đó là tài liệu, đó là process mình học như vậy đó các bạn. Hoặc bạn giữ cái số đếm, học phẩm elementary, nghe thật nhiều những tài liệu dễ đơn giản, chuyện thiếu nhi, original listener retention, được chưa? 200 giờ rồi lên được khoảng printer lên intermediate, thì giai đoạn này nghe test, học Power English, đi câu lạc bộ, đi tập speaking ra chút xíu, được chưa? Đó, coi các bộ phim khó hơn, như phim Friends, How I Met Your Mother chẳng hạn như vậy. Cứ thế thôi, đừng học bằng cấp quá sớm trừ khi bạn chưa có nhu cầu nha. Bạn phải học những thứ mà nó real, những thứ mà nó ngoài đời thường đời sống đó các bạn. Ví dụ như là mình coi phim đi, phim nó rất là real, nó vui. Trang đọc sách ha, mình comment trang đọc sách nha các bạn ha. Đây, trang đọc sách nè, là bookzz.com, enter. Đó, trang này sẽ có là một trang cho các bạn download sách miễn phí. Ủa, đợi xíu. Ôi, nó bị khóa rồi. No, trang này bị sai. Đây, tôi sẽ gửi cho các bạn cái link mà Tường đã. Các bạn yên tâm, các bạn không cần phải lấy thông tin chi tiết như vậy đâu. Đây là cái link mà đã tổng hợp hết những thông tin mình chia sẻ với các bạn. Đây, đó là nguyên một cái lộn nữa. Book. Đây, trang bookzz.org, đúng rồi Nguyễn Hiệp, cảm ơn bạn Nguyễn Hiệp. Cái link này tổng hợp những cái gì mà mình đã chia sẻ với các bạn nè. Đây, đó là một cái note mà Tường đã làm rồi. Đó là cái note được làm đó, cái trang bit.ly đó. Bạn vô cái note này, nó là những thông tin mà mình đã chia sẻ với các bạn, chỉ có điều là mình nói cho nó detail, cho các bạn feel được, cho các bạn cảm nhận được thôi, được chưa? Đó. Ok, đó, vô cái note đó, cái note này đã có hơn 500 share, được rất nhiều người ưa chuộng và thích thú. Các bạn cứ nghe cái livestream này đi, xong bạn vô cái nốt đó, thông tin đi trang, đọc kỹ nốt đó vô là xong. Đó, rồi bắt đầu hành động, học. Tại vì đối với mình, một tài liệu phương pháp dễ lắm, từ sẵn sàng cho đi vô điều kiện những thứ đó. Quan trọng là các bạn phải dành thời gian học mỗi ngày nha. Bạn nào học không được thì đến xin phụ English, tụi mình giúp, có rất nhiều giáo viên giúp cho các bạn. Rồi, đến level giỏi nè. Những người nào mà giỏi mà có coi video là chú ý nè. Level giỏi, muốn thuyết trình, muốn diễn thuyết, muốn làm phiên dịch, ok,
Thì đến level giỏi á, thì bạn cần phải học tiếng Anh về chuyên môn khó, như có thể là phân bón, có thể là sắt, có thể là thép, có thể là giáo dục, có thể là marketing, có thể là một sản phẩm nào đó, có thể là có thể là Phật pháp, hoặc là có thể là nhiều chuyên môn lắm. Bạn muốn học chuyên môn gì đó, bạn muốn làm, bạn làm trong lĩnh vực kinh doanh nào đó, bạn học chuyên môn đó bằng cách là lên Amazon mua sách chuyên môn bằng tiếng Anh, lên trang audible.com mua audiobook song song với sách đó, ráp vô đọc và nghe song song, học nhiều, một tháng một cuốn, từ vựng chuyên môn tăng lên, lúc đó mới tự tin đi diễn thuyết về chuyên môn của mình, không sợ thiếu vốn từ. Hoặc là bạn nào mà chán với cái đó thì bạn đọc cho anh bộ truyện Harry Potter, bộ truyện Harry Potter các bạn, mua sách tiếng Anh về, mua sách tiếng Việt về, đọc đối chiếu để dịch nghĩa nếu không hiểu, sau đó lên mạng search audiobook của nó, nghe và đọc song song tiếng Anh, học nhiều. Hồi xưa bên mình có một bạn lớp advance đọc hai cuốn Harry Potter, mỗi cuốn 300 trang, xong đi làm phiên dịch viên lương tháng 7 triệu, sinh viên mới ra trường, thề luôn á. Nên là cái gì, có tiếng Anh kiếm việc không hề khó, được chưa? Đó là dành cho độ advance. Advanced thì các bạn có thể lên một số trang mình ghi trong notes, ví dụ là Advanced Listening English Practice, có một thầy tên là Phil, người nước ngoài dạy, hoặc là bạn đi đến một số câu lạc bộ như Sài Gòn Toastmaster Club, hoặc là American Center đăng ký thuyết trình nè. Hoặc là đặc biệt bắt đầu lên Advanced thì bạn mới đụng vô cái chuyện mà đi thi bằng cấp, ví dụ như là bạn thi IELTS, tại vì IELTS bắt đầu sẽ đi vô Academic rất là nhiều, được chưa? Có thể là học bộ IELTS series từ 1 đến 10 chẳng hạn như vậy. Lúc đó đặt mục tiêu IELTS 8 chấm, 9 chấm vô. Nếu bạn muốn đi về advanced thì đi vô những cái phân khúc về bằng cấp, học TOEFL, học GMAT. Học GMAT là thượng thừa luôn. GMAT là cho học để trở thành đi học MPA. Đó, nhưng mà đa số thì trung bình 100 người chỉ có khoảng 2 người nhu cầu advanced thôi. Đó, nên là mình chia sẻ sơ sơ như vậy. Còn muốn đi diễn thuyết dễ lắm, đọc và nghe sách liên tục, đọc chuyên môn nghe sách liên tục. Sau đó gì? Đi đến các câu lạc bộ như Toastmaster Sài Gòn chẳng hạn, tìm những nơi mà chuyên nói tiếng Anh á, lên đó chia sẻ những gì mình đam mê, mình yêu thích, ok. Nhưng mà trước khi mà học chuyên môn, bạn phải master cho từng 3.000 từ vựng cốt lõi, master một cách thành thạo, một cách mình nấu nướng, mình biến chế nó hiểu được 100%, được chưa? Ok, đó là về lộ trình học là như vậy, từ elementary lên được advanced, được chưa? Bạn nào muốn đi nhanh rất đơn giản, kiếm thằng bồ người nước ngoài ra định cư nước ngoài xong vậy thôi. Nhưng mà đa số chúng ta sẽ không có điều kiện đó, thì các bạn phải nỗ lực input qua sách vở, qua tivi, qua internet, được chưa? Rồi quay trở lại với cái nội dung ngày hôm nay, trả lời câu hỏi nè, TOEIC, IELTS, TOEFL có nên học hay không và nên học như thế nào, được chưa? Trả lời thẳng luôn là bây giờ TOEIC á, sinh viên ra trường phải có bằng, IELTS học khi nào, đa số chúng ta đều cần TOEIC hết. Nhưng mà tôi nói thiệt các bạn á, các bạn nên học theo cái hệ thống mình chỉ nãy giờ á. Tại sao? Tại vì thứ nhất nó vui lắm, coi phim là vui rồi ha, đọc truyện là vui rồi ha, đọc sách mình thích đúng chủ đề mình mong muốn tìm kiếm là vui rồi ha. Đó, những bạn mà chưa biết tiếng Anh gì á, học phát âm sẽ rất là vui, tại vì mình được nói liên tục, mình sẽ rất là tỉnh táo. Ủa hả? Còn nếu như mà bạn không biết gì hết mà bạn bước vô một cái lò luyện thi, ngồi giải đề, học ngữ pháp như học toán gì đó, ồ chán lắm. Cho là bạn học đúng cái process mình chỉ, ok. Bạn học lên level B1 thì bạn thi TOEIC cũng được 700 rồi các bạn. Hồi xưa khi được học xong bộ Power English, mình đọc thêm ngữ pháp trong cuốn Grammar in Use, được chưa? Thời sinh viên năm 2 đi thi TOEIC trên 800, chỉ dành ra một tháng, trung bình 3 ngày giải một đề, học tips luyện thi. Cho nên là cứ học lên B1 đi, rồi muốn bằng gì đó thì bằng, học lên intermediate đi, thì bạn thi bằng vô, học bằng cấp vô nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Tại vì cái một test mình đang học là mình học bằng tai, mình học nghe nói nó vui lắm. Còn nếu như mà bạn học bằng cấp quá sớm hoặc academic quá sớm, bạn sẽ rất là chán. Tại vì trong đó nó sẽ cày cho bạn rất là nhiều về ngữ pháp. Và lớp học nó không có vận động, không có di chuyển, được chưa? Ở xin biển là tụi mình cho các bạn học đó, các bạn phải đứng, các bạn phải move, bạn chơi và chơi, bạn hát, bạn tập nói liên tục, và những topic rất là vui, và có những video tập shadowing repeat liên tục thành các bạn rất là thoải mái. Còn nếu như vô lớp cứ ngồi một mỗi đứa một bàn, ngồi ghi học academic như vậy thì rất là boring. Thì học lên kiểu như là học bằng não phải não trái nè, học bằng những thứ vui nè, chuyện nè, phim nè, effort English nè, pronunciation nè, những thứ đó là có não phải trong đó,
được nói liên tục, được nghe liên tục chẳng hạn như vậy sẽ rất là thích. Học lên B1 có năng lực thực, học theo kiểu tuần chỉ á, là học có năng lực thực, là học real in life, là học để xài được, đặc biệt là bộ Power English học để xài được các bạn. Học bộ đó không á, là bạn giao tiếp rất cứng. Học như vậy để có học bộ Power English kết hợp coi phim không là đủ thời gian rồi đó. Học Power English, coi phim Extreme English, coi phim Friends như đó thôi, học thêm phát âm nữa như đó thôi là lên được B1 rồi, là đi làm ngon lành rồi đó. Các bạn không cần phải có bằng cấp bạn mới đi làm nha. Wrong. Giả sử bây giờ mình tuyển dụng nhân viên của mình vô, mình tuyển dụng giáo viên tiếng Anh của mình vô chẳng hạn như vậy đi ha, mình bất chấp đó có bằng gì, chỉ cần bạn đó đứng lên trước đám đông nói tiếng Anh hay chuẩn tự tin không có bằng mình nhận. Hồi xưa khi từng làm ở công ty đa quốc gia lương tháng 700 đến 1.000 đô nha các bạn, tôi không có một bằng tiếng Anh nào cả, nhưng mà mình bước vô mình ngồi đối diện một với họ, mình nói bà phỏng vấn rất là hay bằng tiếng Anh, người ta tin. Có rất nhiều bạn có TOEIC 900 mà đi phỏng vấn đâu dám nói, public speaking cũng không dám nói. Cho nên bạn đừng đặt gánh nặng quá nhiều vào bằng cấp. Mình không nói bằng cấp là xấu, bằng cấp vẫn cần thiết nên có, nhưng trước mắt khi học ngoại ngữ bạn nên tập trung vào năng lực thực để có khả năng nói được, khả năng phát âm chuẩn trước. Đừng học bằng cấp, học luyện thi quá sớm nó sẽ làm cho bạn chán tiếng Anh, sẽ làm cho bạn pen với tiếng Anh, được chưa? Đó, như vậy lên được B1 hoặc là up intermediate, muốn TOEIC bao nhiêu nhảy vô luyện thi một tháng là có, muốn IELTS 8 chấm thì luyện thêm một năm nữa chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái lúc mà bạn có vốn từ vựng có sẵn rồi đó, bạn vô bạn học á nó dễ lắm. Còn như bạn chưa có gì hết mà vô học kiểu academic không thì rất là chán, nhức đầu, được chưa? Đó là lời khuyên của Tường. Học TOEIC chỉ để ra trường, đi làm không cần bằng cấp, tùy một số vị trí quan trọng thôi ha. Hoặc là bạn chỉ học IELTS khi bạn có mục tiêu đi du học. Tôi nói nha, bạn chỉ học IELTS khi bạn có mục tiêu đi du học, còn không chỉ học tiếng Anh giao tiếp thôi nó sẽ rất là thoải mái. Chỉ học TOEIC khi trường yêu cầu ra trường điểm bao nhiêu đó. Nhưng mà nếu bạn đang là sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3 thì dành một năm học theo cái process tuần chỉ đó, rồi ra trường bạn dành ra một tháng bạn luyện thi 3 ngày luyện một đề ha. Ngày đầu tiên giải đề, ngày thứ hai sửa đề, ngày thứ ba ôn lại. Một tháng giải 30 ngày giải 10 đề xong đi thi, điểm đảm bảo điểm cao. Thi 700 trở lên là chuyện bình thường. Thời buổi này TOEIC 990 không hề khó nếu như bạn đi theo process mình chỉ và kiên trì 6 tháng mỗi ngày 2 tiếng. Đó là cái giá mình cần phải đầu tư cho chất xám của các bạn. Các bạn hãy biến mình trở thành một con người có giá trị, được chưa? Để mà nhà tuyển dụng họ thấy, họ tin, họ nể và trả cho bạn lương cao. Bạn người có giá trị, bạn phục vụ cho họ nhiều thì họ trả lương cho bạn cao. Thì đó là tiếng Anh, là thứ mà bạn cần phải đầu tư. Đó là như vậy. Rồi, IELTS thì dành cho đi du học Anh Úc, TOEFL đi du học bên Mỹ, Canada. Thì khi mà bạn đi du học như vậy á, bạn muốn lấy được học bổng thì bạn phải có bằng. Nè, chỉ học IELTS, thứ nhất khi bạn muốn đi du học, bạn muốn lấy học bổng nha. Chỉ học IELTS, TOEFL khi bạn muốn đi du học, bạn muốn lấy học bổng. Hoặc là bạn thích gì, bạn thích bằng cấp, bạn thích academic. Cái đó không có xấu, nó chỉ đơn giản là những bằng cấp, những chuẩn mực do xã hội đặt ra để đo lường chung. Nhưng chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta học ngoại ngữ. Một trong những cách đó, đó là học theo những thứ mình yêu thích. Tường thật sự Tường không có siêng đâu, Tường lùi lắm. Nhưng mà bởi vì mình coi phim, lấy phim học, mình thích cái kiểu inspire, giọng hay hay, hỏi và trả lời liên tục thì Andrew Hull, mình học bộ đó mình giỏi. Và mình thích nói chuẩn thì mình học phát âm. Khi mà từ sau này Tường có nhu cầu Tường đi định cư hoặc Tường đi du học thì Tường sẽ học IELTS TOEFL, được chưa? Đó, thế là nhiều bạn á, nghịch lý như nào, không có biết gì về tiếng Anh hết, không có mục tiêu đi du học, nhưng mà cứ nhào vô, anh ơi có dạy IELTS không? Em học IELTS làm gì? Dạ, để em đi làm. Ủa, đi làm học IELTS chứ? Không, đi làm học năng lực thực á, học nó vui vui á, học giao tiếp á, là sự hiệu quả cho các bạn, nha. Một lần nữa, học bằng cấp, khi mà cái nơi mình làm, cái nơi mình sống, cái nơi mình học nó yêu cầu mình, và đó là cái nơi mình thực sự muốn, thì mình mới học bằng cấp, còn không cứ nghe và đọc nói theo những thứ mình thích, tự nhiên mình sẽ rất là giỏi. Ok. Rồi, nãy giờ là cũng rất là nhiều kiến thức hay rồi ha. Các bạn vui lòng share cho những người biết đến cái livestream này. Tại vì nếu mà họ không biết livestream này thì họ sẽ rất là sợ tiếng Anh. Họ sẽ không dám học tiếng Anh. Họ sẽ không được định hướng rõ ràng như bạn. Nếu bạn đã có được sự may mắn ngày hôm nay thì bạn hãy share cái livestream này cho thật là nhiều người. Để nhiều người tag họ vào đây, tag họ vào đây, share thật nhiều người và thật là save lại, gửi email cho thật nhiều người để họ có thể họ có một tư duy đúng về học việc học ngữ, để họ tin vào bản thân mình, họ biết học bao nhiêu, học bao lâu, được chưa? Đó. Tại vì hồi xưa
cái thời lối giáo dục truyền thống hồi xưa á, lối giáo dục truyền thống hồi xưa á là các bạn học tiếng Anh á là các bạn học bằng mắt ha, các bạn học bằng tay bằng viết ha. Lớp 6 là đã có dò miệng nè, kiểm tra miệng nè, kiểm tra 15 phút nè, mà cái lối học trong lớp học á là học chấm điểm, là học theo kiểu thành tích, và học như vậy vô tình trong tiềm thức là có sự so sánh với nhau giữa học sinh với học sinh. Cho nên rất nhiều bạn khi kết thúc 10 12 năm học vô tình học sai cách, học sai phương pháp, mình điểm mình thấp, cái mình tự ti, mình nghĩ là mình học tiếng Anh ngu, mình nghĩ là mình không có khiếu tiếng Anh, và thậm chí nhiều bạn vô tình nói tiếng Anh sai, bị thầy cô đánh vô đầu, đánh vô tay, thế là các bạn cảm thấy rất là tổn thương. Và rất nhiều bạn đến với anh có những cảm xúc như vậy và họ sợ tiếng Anh, thì anh cũng thương các bạn lắm. Mà chỉ đơn giản là các bạn vô tình, các bạn học sai phương pháp, các bạn rơi vào một hệ thống giáo dục nó chưa chuẩn lắm, đặc biệt là ở nước ta. Cho nên là các bạn phải hình dung là các bạn vẫn có thể làm lại cuộc đời của mình, vẫn có thể thay đổi cách học, mình vẫn có thể mình tự chủ ngay từ bây giờ để mình có thể mình học đúng phương pháp, quên đi quá khứ. Bây giờ học bằng tai, học bằng nghe, học những thứ mình yêu thích, listen movies, listen songs. Ok, nói chuyện học bằng nhạc. Nhạc á, nó giúp cho các bạn tăng từ vựng rất là nhiều. Ok, nó giúp cho các bạn yêu tiếng Anh, tại vì nó kích thích não phải. Yeah, có những bạn á, không có mục tiêu học tiếng Anh đâu, nhưng mà thích nghe nhạc tiếng Anh quá, cho nên nghe nhiều, tự nhiên từ vựng nó tăng lên, thế là có động lực học học tiếng Anh luôn. Thì học nhạc không giúp cho bạn giao tiếp được, nhưng học nhạc giúp cho bạn yêu tiếng Anh và tăng từ vựng. Khi học nhạc á thì bạn phải dịch trước, coi lời dịch của nó trước, search cái tên bài nhạc, cộng với chữ Việt sub vô cho anh. Đó, xong sau đó nghe để hiểu, hiểu rồi nghe song song Việt sub và English sub, sau đó nghe tiếng tiếng Anh thôi. Nghe hiểu rồi bắt đầu tắt sub luôn, nghe thử hiểu không? Không hiểu bật lên sub nó coi lại. Nếu mà hiểu rồi tắt sub luôn. Rồi mỗi ngày có thể nghe, ngồi nghe 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 cho đã vô, thích hát thì cứ hát, được chưa? Vô toilet hát, vô phòng tắm hát. Ok, nếu mà hát cho mọi người nghe càng tốt. Thì cứ tuần bài tuần bài tuần bài, cứ lên trang Zing coi bài nào hot hot đào về nghe. Họ lựa những bài thích thích, lựa ca sĩ thích nghe nhiều, tự nhiên vốn từ vựng mình lên. Phát âm mình cũng lên nữa nếu như bạn nghe nhiều, đó là như vậy. Phim, coi phim mỗi ngày cũng có tương tự, phim khó quá coi tiếng Việt tiếng Anh song song, sau đó tắt tiếng Việt đi coi tiếng Anh thôi, coi Việt sub và nghe tiếng Anh ha, coi Việt sub nghe tiếng Anh ha, sau đó bạn coi nhiều bạn hiểu rồi tắt Việt sub xuống bạn nghe thôi. Đó, nghe xong nhái theo, repeat và shadowing theo. Đó, học tiếng Anh chỉ đơn giản như vậy thôi, và đi hết một bộ như vậy tự nhiên thấy mình tiến bộ. Cái gì đúng số giờ, 200 giờ cho từng level. Ok, đó là như vậy. Rồi, một lần nữa, mọi thứ đó được chia sẻ rất là rõ ràng. Quan trọng vẫn là cảm xúc, vẫn là cảm xúc. Bạn nào anh chia sẻ đến thời điểm này, bạn nào vẫn còn thấy bối rối á, thì bây giờ các bạn có thể viết câu hỏi xuống trong đó phần hỏi đáp hỏi. Được chưa? Đó, bạn nào mà có điều kiện kinh tế một tí, có thể đến Simple English gặp trực tiếp anh hoặc là cái giáo viên ở Simple English để được tư vấn, được hướng dẫn chi tiết hơn. Bạn nào có thể tự học được rồi thì bắt đầu hành động vào ngày mai. Hành động vào ngày mai, không đợi đến tuần sau hoặc là sau Tết. No! Thời gian không có đợi chờ ai cả. Các bạn phải là người tự chủ cho việc học của mình, bắt đầu vào ngày mai. Vô, quất liền, học liền luôn. Nghe liền, mai lấy lại cái notes của anh á, nghiên cứu lại, đào tài liệu về, giải nén nó ra, bỏ tiếng Anh vô điện thoại của mình á, đi in thành một tập liền. Ngày mai ngồi vô, đọc nghe liền, rồi chơi khám phá, research, làm hành động liền. Ok, được chưa? Đó là như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần hỏi đáp. Để tí xíu nghe bài nhạc cái đã. Bạn Phan Lê Hoài Nam hỏi là note ở đâu? Cái note trong cái caption của cái livestream này là anh có chia sẻ đó các bạn. Đây, để anh comment lại. Tài liệu theo từng level và hướng dẫn download tại đây. Đây, anh comment xuống nha. Đó, comment là đó. Anh sẽ ping ping lên luôn. Rồi, đây. Đó, các bạn có thể vô cái link đó các bạn. Ngày mai các bạn research. Bây giờ các bạn chú ý đến cái phần hỏi đáp. Yeah. Chú ý đến phần hỏi đáp ha. Bây giờ anh sẽ kéo lại tất cả các câu hỏi của các bạn đã trả lời nha. Rồi, ôi cha nhiều câu hỏi quá, biết trả lời cái nào đây? Kéo lại từ đầu luôn.
Rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi không? Bạn Hypi, cái avatar màu đen đen trắng trắng rất là dễ thương, cho em hỏi từ vựng để có thể dễ nhớ thì làm cách nào? Ok, Hypi thân mến, ngày nay học từ vựng á, thứ nhất tránh cái trường hợp học từ vựng theo lối truyền thống, đó là ghi chép dán tường dán nhà không hiệu quả, được chưa? Bây giờ các bạn học bất kỳ tài liệu nào cũng vậy, bạn phải ôn cho anh liên tục trong vòng 7 ngày. Tại vì sau 7 ngày nó mới đi vào tiềm thức, bạn mới xài được, bạn mới nói được như how are you, what's your name. Một từ vựng mình học phải ôn liên tục trong vòng 7 ngày, bất kỳ học kiểu gì không biết. Nhưng cái cách học từ vựng hiệu quả nhất á, có rất nhiều cách học từ vựng. Ngày nay bạn sẽ thấy người ta làm marketing trên Facebook, người ta chia sẻ rất là nhiều. Thứ nhất đó là học bằng flashcard, là một cái đó là một cách học hay. Một bên là chữ, một bên là hình ảnh, có câu mấy ví dụ cũng được. Hoặc là bạn học bằng hình ảnh sự liên tưởng bởi hình ảnh, bởi âm thanh chẳng hạn như vậy đó. Rất nhiều cách, nhưng mà đối với anh nha, anh nghiên cứu rất nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới rồi đó, cách học hiệu quả nhất đó là đọc và nghe song song những thứ mà em thích từ dễ lên khó, và không quan tâm đến chuyện học học tiếng Việt ha, học tiếng Anh. Đó là đọc và nghe song song những thứ em thích nhất và đắm chìm nó với cảm xúc của em, những thứ dễ thôi nha. Anh lấy ví dụ em thử em coi phim Extranglist em thích không? Nếu mà em thích á, em cứ mở lên em coi hết anh 30 tập, coi đi coi lại đó, coi mà không quan trọng đến cái chuyện là mình thích, mình học từ vựng hay không. Cái từ nào không hiểu tra, tra xong hiểu rồi tập trung coi phim tiếp, bỏ nó qua bên không cần nhớ. Đó là cách học hiệu quả nhất á, tại vì khi não mình á nó vui nè, nó tập trung nè, nó tò mò nè, nó đam mê nè, thì tiềm thức nó sẽ mở ra, nó sẽ hấp dẫn từ vựng một cách tự nhiên vào bên trong, được chưa? Còn khi mà mình phải gồng não mình học rất nhiều từ, mình cố nhớ nó bị stress, nó không vô. Hoặc là bạn phải tìm một cuốn sách recommend hệ thống sách Bookworm, nó rất nhiều chuyện. Bên anh á, tụi anh mua một hệ thống sách như vậy cho các bạn học viên lựa chuyện đọc, đọc đọc thích đọc thích đọc thích đọc, không cần phải nhớ, đọc hiểu thôi, từ vựng tăng lên ầm 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 luôn. Còn bây giờ mình đi học từng chữ từng chữ từng chữ từng chữ như vậy nó lâu lắm, cứ coi phim hàng loạt, cứ đọc truyện hàng loạt như vậy, đọc và nghe nha, phải nghe nữa nha, tự động nó lên. Ok, nhưng mà nhớ nè, nhiều bạn nỗ lực học rất nhiều từ vựng cũng không cần. Nhiệm vụ của mình á là mình biết chừng 1.000 từ vựng cốt lõi thôi và mình xài được nó, nghĩa là mình phải repeat và shadowing, repeat và shadowing, repeat và shadowing bộ original và power English đó, học ngày 2 tiếng hết giờ rồi. Học xong hai bộ đó là bao giỏi rồi, là hai bộ đó nó cũng không có nhiều từ vựng đâu, nhưng nó giúp cho các bạn xài được những từ căn bản ở khắp mọi nơi trên từng hay từng từng một cách chuyên nghiệp, nói đi nói lại, nói đi nói lại, nói đi nói lại, nói đi nói lại, nó là như vậy, được chưa? Đây cái học từ vựng như vậy. Ok, bạn Andre Tuấn anh ơi, anh có thể chỉ cho em một số bài video hay file nghe được không em ơi? Trong cái note mà anh pin ở đầu á, em kéo xuống ở phần dưới phần chia sẻ tài liệu á có đầy đủ hết. Mình có thể mình Google theo keyword đó, ở trong đó có link download thì em download về. Được chưa? Bạn Dương Minh, anh ơi anh có dự định livestream test tiếng Anh không? Bạn Dương Minh, để mà test tiếng Anh thì anh phải gặp trực tiếp các bạn, anh có bài nghe có bài đọc cho các bạn thì anh mới biết được mình test là sao, tại vì phải có nhìn trực tiếp và thấy khẩu hình miệng các bạn nói và thấy cảm xúc các bạn nói và thấy từng từ vựng các bạn nói ra thì mình biết được bạn ở level nào. Còn livestream mà chỉ có chia sẻ một chiều và tương tác bằng comment thôi, không thể nào test level được. Ok, Hoàng Trinh, Hoàng Thị Trinh, cho em hỏi kiên trì học theo original English thôi đúng không ạ? Đúng không anh? Đúng, thì học hết bộ đó thì lên được intermediate hoặc là beginner thôi, còn muốn đi lên nữa phải học thêm cái khác. Effort English chưa đủ đâu nha các bạn, bạn muốn giỏi thì bạn phải học đa dạng xíu, học phát âm, học Effort English, đọc truyện, nghe sách, xem phim đó, coi YouTube, coi TED. Rồi, nghe nhạc tiếng Anh nhiều nhưng nghe không hiểu thì sao ạ? À, Linh Vũ hồi nãy anh có chia sẻ rất rõ, bước đầu tiên học bằng nhạc là mình cần phải dịch trước, phải hiểu nội dung của đó chứ, phải xem được linking sound của nó ở đâu, ID của nó ở đâu, từ lóng của nó ở đâu nữa nha. Đó, trong nhạc nhiều thứ đó lắm, mình dịch xong rồi mình hiểu rồi bắt đầu mình sẽ nghe, mình nghe đi nghe lại thì mình nó thấm vô não của mình, tại vì não mình nó chỉ ghi nhớ những gì mà nó hiểu. Ok rồi, anh ơi em không có tiền đi học ở trung tâm, em chỉ có máy tính học tiếng Anh ở nhà,
anh có thể chia sẻ em các trang web học tiếng Anh được không? Bạn Linh Vũ vui lòng coi lại cái livestream này và vô cái notes của anh. Anh đã chia sẻ rất kỹ. À, bạn chỉ cần như vậy thôi, bạn cũng tiết kiệm một đống mớ tiền rồi. Anh ơi, bạn Nguyễn Hiệp hỏi, anh ơi hiện tại trình độ của em có thể nghe hiểu những câu trò chuyện đơn giản nhưng chỉ trả lời được short answers, không được diễn tả được ý của mình, nhờ anh chỉ phương pháp khắc phục. Hiệp ơi, như vậy là level số em hiện tại thì chỉ đang ở pre-inter. Để mà em gia tăng trả lời được câu hỏi phức tạp hơn á, thì em chuyển qua học hết cho anh bộ Power English là thứ nhất. Thứ hai, xem phim Friends, được chưa? Đó, như vậy bởi vì trong đó sẽ có những cấu trúc câu phức tạp hơn rất là nhiều. Khi mà bạn nói tiếng Anh á, ngoài cái chuyện từ vựng ra, phát âm ra, bạn cần phải có ideas trong đầu nữa. Mà ideas trong đầu đến từ việc đi làm thêm, trải nghiệm đọc sách nữa nha. Bích Nhàn, anh có thể inbox tôi được không? Dạ, sau khi này sẽ inbox. Mập mập, Tường ơi có thể nhắc lại trang đọc sách để comment được chưa? Rồi, còn ai hỏi gì nữa không? Nhiều bạn comment đọc không ra. Rồi coi, đợi xin nha. Cindy Nguyễn, bạn chia sẻ học từ mới đi, bạn mình kém phần từ vựng lắm. Cùng câu hỏi để trả lời, rồi kéo xuống nữa. Rồi mình sẽ không bỏ sót câu hỏi của ai đâu. Mẹo nhớ từ vựng để trả lời, đọc truyện, coi phim, không tập trung vô nhớ từ vựng. Học bằng tiềm thức là như vậy, học bằng tiềm thức mới nói được. Còn học bằng nhận thức là học từng chữ, cố nhớ, nó sẽ quên rất nhanh. Học bằng tiềm thức là enjoy, là vui, thưởng thức tất cả các tài liệu mình có, như phim, như truyện, như Apple English, thưởng thức nó. Ví dụ như khi bạn nói là how are you, mày hiểu không? Hiểu. Các bạn không dịch là how như thế nào, or là you bạn. Không dịch để hiểu không? Bạn nghe các bạn feel được, bạn hiểu được, đó là bài học bằng tiềm thức á. Tức là học mà tiềm thức là đọc đắm chìm những thứ. Khoảnh khắc hỏi là khi nào thì được học bài mới của Effortless English. Mình học bài mới của Effortless English, thứ nhất là bạn đã học được thời lượng một bài ít nhất là 14 tiếng, nghĩa là 7 ngày, mỗi ngày 2 tiếng. Sau 14 tiếng bạn cảm thấy mình tự tin rồi á, thì mình chuyển qua bài mới. Nếu chưa tự tin học thêm 3 đến 5 ngày nữa, sau đó mới chuyển bài. Người mới bắt đầu học từ vựng thì nên học bộ nào hay sách nào? Bạn Luna, trong bài note mình có chia sẻ rất kỹ, hoặc là bạn có thể coi lại livestream này. Mẫn hỏi, bạn ơi cho mình hỏi, hiện tại mình đã ngưng công việc chỉ ở nhà học tiếng Anh nên thời gian mình có nhiều lắm, vậy có cách nào rút ngắn thời gian để học tiếng Anh nhanh hơn không? Chứ 6 tháng để giao tiếp thành thạo thì lâu với mình quá. Ok Mẫn ơi, rất nhiều người giống như bạn, mình giúp cho bạn được trong vòng 4 tháng giỏi nha. Nếu như mỗi ngày bạn học 4-5 tiếng, và 4-5 tiếng này là 4-5 tiếng thực sự tập trung, học được 8 tiếng càng tốt. Nếu như bạn có thời gian rảnh, thứ nhất 2 tiếng xem phim, 2 tiếng cho Effortless English, that's it, 1 ngày 4 tiếng đó. Bạn cứ đi cho mình hết bộ phim Extra English, bộ phim Friends. Bộ phim Friends có tổng cộng 9 bộ lận, mỗi bộ có rất nhiều episodes. Bên cạnh đó, mỗi ngày 2 tiếng cho Effortless English, đi hết đi. Mà trước khi học cái đó, dành ra học pronunciation, luyện tập thật nhiều vô. Đó, mỗi ngày 4 tiếng như vậy, bạn sẽ rút ngắn thời gian rất là nhiều. Khoảng 4 tháng là sẽ giỏi, nói được, nhanh mẫn. Nhưng quan trọng á, là đôi khi mình nghĩ mình có nhiều thời gian mình học được, nhưng không đâu. Tại vì con người mình, não mình á, nó cần học và giải trí song hành. Các bạn, mình học nhiều quá thì mình cũng mệt. Bạn cần phải kết hợp việc học tiếng Anh với tập thể dục, vui chơi, ăn uống khoa học. Cuộc đời mình còn có tình yêu, còn có sự nghiệp nữa, học hoài không thì cũng mệt đó nha. Rồi, bạn Thịnh, mình có thể chia sẻ cách từ vựng một ngày cần 30 phút thời và nhớ rất lâu, bạn nào nhắn tin? Ồ, không phải. Rồi, Thiên Hạ nhỏ bé, anh ơi em sinh viên năm 2, em muốn lấy bằng FCE để dễ xin việc ra trường thì có nên không ạ? Hay chỉ cần thi TOEIC thôi ạ? Thiên Hạ nhỏ bé, anh đã nói hồi nãy rồi. Thực sự em chỉ cần năng lực thật thôi, em không cần bằng cấp. Bằng cấp chỉ để ra khi trường nó yêu cầu. Em tập trung vô học cho anh có năng lực thật đã. Đừng vội nghĩ đến bằng cấp. Hãy dành ra một năm học để có năng lực thật đã. Học để cho mình nói được, để cho mình vui, để cho mình thoải mái, mình yêu tiếng Anh đã. Lúc đó thì cái chuyện thành thạo tiếng Anh nó là hệ quả. Còn bây giờ mình tập trung vô mình lấy bằng á, đôi khi mình sẽ bị stress. Rồi từ từ đã. Chỉ mới sinh viên năm 2 thôi mà, còn 2 năm nữa mới ra trường, yên tâm. Một năm này học đúng như gì anh chia sẻ, đúng trong cái notes, cái livestream này anh đã nói, chắc chắn em sẽ thành thạo. Vũ Khắc Ngọc, phát âm từ promotion professor. Promotion professor. Cindy. Rồi. Bạn Phan Lê Hoài Nam,
học một bài tới khi nào mình có thể qua bài tiếp theo. Một bài ít nhất 7 ngày, mỗi ngày 2 tiếng, càng nhiều hơn càng tốt. Em đang gặp khó khăn cái vấn đề phát âm, ví dụ như chữ A mà có nhiều cách phát âm khác nhau như A, A, O. Rồi, bạn không tên, anh phát âm ba từ đó ha. Cái từ đầu tiên đó là âm e bẹt á, là A, đó là anh Mỹ nè, A. Lưỡi ở giữa răng và môi, được chưa? A, cat, bat, ví dụ như vậy. E là A, là A, như là great, create, được chưa? Nó khác mà cái là A, E, cái là A. Còn cái này là chữ A, hai chấm, đó là chữ A dài. Phiên âm của Mỹ phải có chữ R cong lưỡi lên. O, father, the car, được chưa? Rõ ràng âm thanh khác biệt nhau, em thấy không? Khẩu hình miệng cũng khác biệt nhau, một cái là A, một cái là A, một cái là O. Thấy lưỡi cong lên không? Đó. Âm thanh khác biệt, trên đây sẽ phân biệt được. Anh Tường, em từ vựng rất nhiều, nghe cũng ổn, mà có cái phản xạ nói thì hơi tệ. Vậy học power English đúng không anh? Đúng rồi em. Học power English nghe quen quá rồi, bắt đầu tập trả lời ra. Trả lời nguyên câu luôn nha, trả lời keyword, trả lời nguyên câu, trả lời to, mạnh mẽ, trả lời chính xác thì tự nhiên em phản xạ rất là tốt. Nhiều bạn từ vựng đủ rồi đó, bây giờ mà muốn tăng phản xạ thì đụng vô bộ power English, bởi vì nó giúp cho bạn tăng phản xạ. Lúc học đi qua đi lại tập trả lời to ra, mạnh mẽ lên, dứt khoát lên. Trang này học nghe nhạc là mọi người lyrics training, đúng rồi bạn, mất mực trang đó là dùng để điền từ vô nhạc, rất là thu hay và thú vị. Rồi anh ơi, có phần mềm nào tự học tiếng Anh hiệu quả trên điện thoại không ạ? Thực sự là anh recommend các bạn là các bạn nên trao bộ Effortless English về, bỏ hết vô cái điện thoại của mình á, mỗi ngày bật lên nghe đó, không cần học phần mềm. Học phần mềm nó phụ thuộc vào Wi-Fi rồi 3G, mỗi khi không có bất tiện lắm. Down offline, bỏ vô điện thoại. Phần offline cần mở lên nghe, cần mở lên nghe, cần mở lên nghe, cần mở lên nghe xong. Anh ơi xem học Effortless English, giáo sư Asio đọc chữ A, chữ A, ấy. Ví dụ trong I have an apple, khác mình với anh. Như vậy em, từ đó khi mà mình đọc nhanh á, từ một á, an apple, a pen chẳng hạn như vậy. Khi mà đọc nhanh á, người ta đọc là a pen. Nhưng nếu như mình đọc chậm, đọc là a pen, a car, a car. Nó như nhau, chỉ có điều là đọc nhanh thành a, đọc chậm thành a. Bạn Yến Ngọc Phương Nguyễn, anh ơi làm sao cải thiện vốn từ vựng nhanh hơn? Đã trả lời rồi ha. Yến Còi, anh ơi em không biết khi nào nói ESSED, như em cứ nói lại là ESSED thì có được không ạ? Được Yến Còi ơi, em cứ học theo theo phản xạ thôi. Còn nguyên tắc để mà học cái đó, mình chỉ cần Google khi nào ED, khi nào ES, trên Google nó giải thích đầy hết, cần chi phải hỏi Google ha. Còn muốn học ngữ pháp chuyên sâu, mua cuốn Grammar in Use. Lê Thảo, anh ơi 6 tháng đầu tiên mình chỉ nghe và nhái theo audio trả lời phản xạ nhanh những câu hỏi cho mini story ạ. Cần học thêm phát âm nữa nè em nha. Còn nếu mà học ở phía lĩnh lịch không, đôi khi mình chán á, thì mình coi thêm phim đó. Vân Tường Nguyễn, anh low stream ở ngang anh sẽ lâu lại. Hồng Ngọc, em là sinh viên chưa có nhiều tiền đi học trung tâm, lúc nào anh rảnh inbox em. Rồi em ơi, em vui lòng coi notes và coi livestream, anh không có inbox được. Anh rất là bận. Anh ơi em thích sách tiếng Anh về kỹ năng và phát triển bản thân nhưng em không biết quyển sách nào hay không recommend cho em. Ok, anh không biết level của em ở đâu, nhưng mà giả sử mà level em khá khá hồi xưa thì anh học sách của Anthony Robbins nha, đọc sách của Anthony Robbins về học nè, đọc sách của Brian Tracy về học nè, Cha giàu cha nghèo, Rich Dad Poor Dad nè, đó là những cuốn sách anh rất là thích nghe và đọc song song. Thông thường để mà bạn đọc sách á, thì bạn phải là intermediate một tí, đọc nghe song song nha. Rồi bạn ơi, có tài liệu và từ điển nào download mà không cần mạng không? Đã download thì phải cần mạng chứ. À, download về offline bỏ vô thì có Effortless English đó. Theo em gặp trục trặc khi phát âm từ này, đó là âm thờ. Theo em thân mến, âm thờ là âm mà khi học phát âm ai cũng gặp phức tạp, cũng gặp khó khăn. Anh chỉ lại mà các bạn chú ý không? Rồi, khởi động miệng hả? Ngừng, le lưỡi ra. À, cái lưỡi là ở giữa hàm răng một đoạn nhỏ thôi ha, ha. Chừa một khe, đẩy hơi bụng lên. Rồi, tập theo kiểu tiếng Việt chứ. Sa 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 sa. Tiếng Anh nè. Nó phải là hơi dưới bụng đi lên.
Lấy ví dụ nè, sank bạn là sank là hơi đẩy ra khi nói, sank, sink, thousand, thought, được chưa? Beneath, without you, with you, with you, north, hướng bắc, north, north of, nối lại được chưa? Một lần nữa, răng và lưỡi chỉ một khe nhỏ đẩy hơi ra. Như bạn á đẩy ra nó tịt lưỡi, nó tịt mất tiêu, bởi vì các bạn không chừa cái hơi ở giữa răng và lưỡi ra, chừa một khoảng nhỏ ra. Rồi bạn Trương Phương, anh ơi em đại học tại một trung tâm đó, ở đó cô cũng dùng áp dụng phương pháp thầy Asher, như cô hướng dẫn chúng em chỉ nghe và nghe, không nên nhìn từ và nghĩa, nghe thôi, nghe lúc này cô sẽ cho chúng em học nghĩa sau ạ, anh thấy sao ạ? Không, anh nghĩ là không nên. Phải nghe những thứ mình hiểu thì nó mới khắc trong đầu. Anh lấy ví dụ, thầy thử tiếng Nhật đi ha. Watashi wa tsun desu. Watashi wa tsun desu. Đó, nghe đi, nghe đi, nghe đi, nghe đi. Nghe hoài đó, nhưng mà anh không dịch. Mấy đứa nghe ngàn lần cũng quên. Tại vì cái gì mình không hiểu á, não mình nó sẽ không tập trung. Nó sẽ loại trừ. Anh cho học viên mà học tài liệu quá khó không hiểu, nó chán nó ngủ luôn. Nhớ nha. Phải cho học viên học những thứ dễ, đơn giản là học các bạn nó phải hiểu nghĩa trước, sau đó mới cho nghe. Được chưa? Đó là nguyên tắc. Bạn thử học, bạn thử test đi, bạn sẽ thấy. Em có thể nói cô giáo của em test đi sẽ thấy. Dịch để cho học viên hiểu. Đó là đối với elementary là dịch bằng Anh Việt. Khá hơn thì mình dịch bằng Anh. Được chưa? Trả lời câu hỏi luôn, có nên học bằng tiếng Anh không? Tên, nhưng mà tùy level. Level thấp quá thì dịch cứ dịch bằng tiếng Việt. Level cao thì dịch bằng Anh. Nhưng phải nghe, phải những thứ mình đã hiểu thì nó mới thấm vào đầu. Bạn thử bạn nghe tiếng Thái, nó nói 10 câu không hiểu, nghe trăm ngày cũng vậy à. Cái đây là câu hỏi quá đơn giản. Em gửi cái livestream này cho cô của em xem á. Nếu mà cô em không tin nó, kêu cô em qua đây nói chuyện với anh chỉ à. Anh nói thiệt, đây là chuyện hiển nhiên rồi. Võ Minh Phụng, anh ơi làm sao để tập được thói quen nghe mà không dịch sang tiếng Việt trong đầu ạ? Võ Minh Phụng thông minh. Làm sao để tập được thói quen nghe mà không dịch tiếng Việt sang đầu? Thứ nhất là em phải nghe tiếng Anh nhiều. Cứ nghe tiếng Anh nhiều. Đâu, có thể là mình nghe đối với level thấp quá thì mình cần dịch, mình dịch mình hiểu rồi á, nhưng mà lúc mà em nghe tiếng Anh á thì em đừng có dịch, em hình dung trong đầu ra. Ví dụ anh nói oh this is a beautiful car, em đừng có dịch là đây là một chiếc xe rất là đẹp. Em chỉ hình dung trong đầu của mình ra, hình dung hình ảnh ra một chiếc xe đẹp lắm, hình dung hình ảnh được chưa? Nếu mà em là người có feeling tốt thì em feel, em cảm nhận được một chiếc xe vô, dùng hình ảnh trong đầu được chưa? Và nghe tiếng Anh thật nhiều vô thì nó sẽ loại trừ được cái chuyện dịch bằng tiếng Việt. Tại vì cái chuyện dịch tiếng Anh sang tiếng Việt nó là một thói quen của lối học truyền thống, nó gieo vào đầu các bạn. Annele was a good teacher, thank you. Nguyễn Linh học ở Duolingo được không anh? Được em. Rồi Thu Anh Dương, khi nghe nhạc có cần dịch bài nhạc đó trước khi nghe không anh, hay cứ nghe thôi? Cần dịch nha em. Em chỉ cần gõ tên bài nhạc Việt sub ra rồi nghe xong, sau đó tắt Việt sub đi rồi nghe là hiểu thôi. Anh ơi, từ huge phát âm cuối là chờ, âm rung như thầy anh trong hậu đọc là chờ ạ. Hàng cùn, em nói đúng. Hàng cùn hỏi câu hỏi rất hay, nghe nè. Âm ch, âm chờ ch, chờ hoặc âm f nè, âm f nè, âm v nè, f v đó. Khi mình học phát âm á thì mình sẽ nói rất chậm rất rõ cho các bạn hình dung ra những âm như vậy, nhưng khi mà nói nhanh á không có ai nói huge như vậy. Oh this is a huge car, nó sẽ bị thầy anh sẽ không mới gửi email cho anh nè, nó sẽ bị chặn lại. Cho nên là khi học anh it's a huge car, oh I'm very happy, I'm very happy, chỉ cần f nhẹ thôi. Tại vì khi nói nhanh như vậy thì người ta sẽ lược bớt, cắt giãn bớt cái phần rung, chỉ cần khẩu hình miệng là đủ rồi, được chưa? Cho nên thầy Asher không có sai. Chứ không, còn khi học phát âm á, thì thầy cô bắt buộc là phải giảng rõ cho em hiểu âm này nó phải như thế nào, thế nào, thế nào. Khi mà em nói chậm thì nó sẽ rung rõ, nhưng mà khi em nói nhanh, cái phần rung nó được cắt giảm bỏ bớt. Ví dụ như âm VV á, oh this is a huge vision. Không ai nói là this is a huge vision, không có. Nếu mà nói nhanh thì nó cắt bỏ hết. Rồi Nguyễn Anh Thịnh, Hachimetsu Sai, rồi ok.
theo em cảm ơn thầy ạ. Rồi ok, các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Đó, thì nội dung livestream ngày hôm nay rất là hay. Anh mong các bạn hãy share thật nhiều và hãy coi lại nó một lần nữa và áp dụng nó, coi cái note đối chiếu lại để mình biết cách học như thế nào. Ok, còn câu hỏi gì không các bạn? Rồi nếu hết câu hỏi thì sao? Any questions? Các bạn học còn khó khăn gì nữa không? Rất rõ ha, mọi thứ đã rất rõ rồi. Ở thời điểm này là anh đã có được cái livestream thứ 6. Bạn này mình chưa coi những cái livestream trước, mở lên coi lại hết tất cả mọi thứ để có được góc nhìn tổng quan. Nếu bạn chịu khó, bạn sang, bạn lục lại tất cả các notes, tất cả các videos, tất cả các notes, tất cả các videos trong Facebook của anh, bạn sẽ thấy được tổng quan hầu hết tất cả các góc nhìn về tiếng Anh, được chưa? Ok, sách hả? Read Dead Poor Dead nè, đánh gõ nha. Đây, Read Dead Poor Dead, đó. Đó, cuốn đó thôi. Hoặc là Harry Potter, em đọc sách của Harry Potter rất là khó. Nhiều lắm các bạn. Đắc Nhân Tâm nữa. Đắc Nhân Tâm là hả? How to Influence People, đấy hẳn như vậy, đó. Anh Tường ơi, anh biết những video trên trang YouCan không? Em thấy cái này hơi giống Affiliate English. Đúng rồi em. Rất nhiều trung tâm lấy chiếc link của Affiliate English mà. Đó, mình muốn làm tiếp nhưng anh, mai mốt sẽ làm tiếp, đúng rồi, anh thích chia sẻ lắm. Bạn Lê Tuấn, Lê Anh Trần, em đang học ở Mỹ mà nói tiếng Mỹ từ thờ không được. Ok, đó cho nên là đâu phải là học IPA xong là nói nó phát âm được đâu, phải len nữa ra, tập đi em, để mà tập được á thì em phải nói rất là chậm. Think thousand. Một số chỗ á, nếu mà nói khó quá thì em nói thành chữ T cũng được. Thousand, think. Ok, đó. Rồi, có hai bạn hỏi nè. Em có một người bạn nói tiếng Anh siêu nhanh, em luôn cố gắng để nghe như cô ấy, nhưng em luôn tò mò khi nói nhanh như vậy cô ấy có dịch sang tiếng Việt ra chứ không? Không em, mấy người mà nói tiếng Anh như vậy thì họ nói bằng tiềm thức hết rồi, họ không dịch đâu. Họ feel tiếng Việt như là tiếng Anh luôn rồi, họ không có dịch đâu. Mẫn hỏi, bạn ơi cho mình hỏi cái nữa, mình đọc từng từ thì phát âm được mà vô câu muốn đọc nhanh thì cứ lẹo lưỡi, không đọc nhanh được phát âm mấy âm cuối, có cách nào luyện âm chân chu được không bạn? Ok, mẫn nhớ nè, em bé nó đi được á thì nó phải đi từ chậm lên cao và nó cần thời gian nha. Thì mình học tiếng Anh cũng vậy, thứ nhất mình cần thời gian và mình phải đi từ chậm lên khó. Cách học phát âm á là thứ nhất là học phát âm IPA đúng, thứ hai là đọc nói từng chữ đúng, nói từng chữ rồi bắt đầu nói từng cụm đúng, nói từng cụm đúng bắt đầu nói từng câu đúng, mà nói từng câu đúng với tốc độ chậm đó, xong rồi bạn sẽ tập đọc lại câu đó với tốc độ nhanh hơn một tí, tập đọc lại câu đó với tốc độ nhanh hơn một tí đó, cứ một bài như vậy tập cho đến khi nào mình nguyên cái bài đó, mình repetition bài đó trong vòng 7 ngày mình tập rất là nhanh, mình không bị lẹo lưỡi, bị lẹo lưỡi thì tập đọc chậm lại, đừng có nỗ lực quá thì từ từ nó sẽ tăng lên, từ từ sẽ tăng lên, nó là một quá trình mình đi từ dễ lên khó, đi từ chậm lên nhanh, cứ từ từ kiên trì là được thôi. Hằng Cùn, anh nói chuyện buồn cười quá đi à, khùng khùng sao ấy. Anh bựa lắm em. Nguyễn Anh Thịnh, anh cho em hỏi khi học bộ Power English đến khi nào mới biết được thành công phương với phương pháp anh. Thực sự cái từ thành công nó trừu tượng lắm em ơi, đừng đòi hỏi phải thành công. Để mà thành công thì phải biết mình đang ở đâu, mà để biết mình đang ở đâu thì phải tìm người giỏi hơn mình test cho mình, hoặc là em phải đi ra người nước ngoài em nói chuyện với họ em sẽ biết thôi. Đó, cứ khoảng 3 tháng đi nói chuyện lần, hoặc là 2 tháng nói chuyện lần. Mình phải đi ra ngoài mình test để mình biết đang ở đâu. Cứ học tháng đi ra ngoài test lần, học tháng nào mình test lần vậy thôi à. Đó. Bạn Luân Nam, tài liệu trong note nha. Ok, tài liệu trong note có đầy hết á. Rồi, đó là tất cả những câu hỏi về tiếng Anh. Yes. Rồi, thì bây giờ anh hy vọng là các bạn sẽ tạo ra một phong trào học tiếng Anh luôn, bằng cách là mình cứ lấy một bài ra, mình học trong vòng 7 ngày, được chưa? Xong bạn phải can đảm lên, bạn quay cái video mình nói tiếng Anh đó, mình post lên Facebook á, thiên hạ nó sẽ vô nó comment, nó chê, nó chửi, nó khen, kệ đó. Nhưng mà bạn sẽ biết mình đang ở đâu và mình cần nỗ lực như thế nào. Ok, Hoài Thương, trong note
Em có thể Google 100 từ vựng cơ 100 từ vựng cơ bản của tiếng Anh, 100 từ vựng phổ biến của tiếng Anh, sẽ có Google sẽ có phần đó. Anh có truyện tranh tiếng Anh nào vui vui không? Bedtime Story Collection đó em, để anh gửi cho. Bedtime Story Collection. Rất là nhiều trang. Các bạn cứ search là Kids Story là nó có đầy à. Cái trang Bedtime Story Collection này nó vừa có âm thanh vừa có hình ảnh rất là đẹp. Nhưng mà từ vựng hơi phức tạp một tí, để comment cho các bạn coi nha. Đây. Tăng tăng Enter. Ok. Rồi. Sắp tới là Giáng sinh thì các bạn có thể nghe một số bài hát Giáng sinh như bài Last Christmas nè, Last Christmas của Taylor Swift. Mình cùng nghe nhạc nha. Bạn Võ Minh Phụng hỏi là anh ơi mình có cần học những cấu trúc câu phổ biến không? Em ơi, em học trong bộ original, bộ Power English là nó đã bao gồm cả từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, cấu trúc câu đi vào tiềm thức luôn rồi. Không cần phải đi search để học nữa. Tại bộ đó nó bao trọn nguyên gói luôn rồi, cứ quất hết bộ đó cho anh là xong. Em cũng thành thạo tiếng Anh mà học sao cho đơn giản thông thạo hả anh? Coi lại livestream nãy giờ em nói hết ý rồi, ok. Rồi xong, điều cuối cùng đó là cuối năm Simple English có khai giảng vài lớp, bạn nào muốn học thì cứ inbox đăng ký và làm ơn share video này để cho đến được nhiều người, thật nhiều tag họ vào friends, chỉ share xong họ cũng coi tag họ vào nếu như bạn thực sự bạn muốn giúp người đó. Ok. Lâm Ngô Khánh, I will, they will, he will, she will đọc nhanh như thế nào? Ok. Viết tắt nào, đọc là đọc 1/3 chữ O, I'll, they'll, will, he'll, she'll, she'll. Ok, 1/3 chữ O thôi à. I'll love you forever. Được chưa? Đó là 1/3 chữ O nha. I'll, will, she'll. Rồi ok, livestream đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Ta-da! Bye bye! Good night cả nhà. Rồi, tạm biệt nha. Học bài tiếp nha. Hẹn gặp livestream tiếp theo. Bye bye. See you later.